Bố tôi làm phải đứng nhiều nha, là mấy quay đó chúng ta phải làm gì đó, bố tôi đứng, bố tôi phải đứng nhiều. Chị đây ơi, thì chị vẫn bán này, đen này đưa hết cho anh Trung rồi hả? Được rồi thì chúc chị. Thì vẫn đang chốt đầy nhân viên này, chị đã chốt hàng xong rồi. Nhưng mà hôm nay chị vẫn phải like, đang bắt đầu phát like rồi. Thế được rồi, chị vẫn bán mà. Cái đấy nó còn ít ít thôi thì để chị bán. Chị nghe từ đầu chị đã bảo không thích một vòng bò vì nó còn như là vòng bò. Còn nhiều vòng bò không? Hello, em chào cả nhà. Em đây. Em quên hôm qua để lấy hàng cho cậu bạn em rồi. Chị Nguyễn Quỳnh ơi, hàng hôm trước nhà em chưa làm kịp ạ chị ạ. Có xem mày hàng nhà hôm trước nhà em vẫn vẫn còn nhiều lắm, chưa làm kịp đâu. Em thấy mọi người cứ báo là trên bài đăng của em là chưa thấy chốt hàng, em bị mình chốt rất là nhiều mà không thấy số gọi điện á. Các chị thông thả chờ em một chút xíu, tại vì em nói rồi, hôm livestream em nói rồi, một là đơn có quà tặng làm sẽ chậm hơn, hai là đơn hàng đầu năm nó cũng tương đối nhiều. Nhiều là một hai là nó có quà tặng nên là nó làm nó chậm hơn, là em bảo với các bác là khoảng 3 đến 4 ngày mới làm xong đơn của cái hôm nay, hôm mùng 10. Các chị thông cảm. Hôm nay thì em vẫn cứ lên live. Thì theo cái thói quen cũ của em á, là chủ nhật nào em cũng live stream thì em vẫn cứ lên live thôi. Chứ còn hàng cũ thì nhiều lắm, mà dạo này thì mới Tết xong á. Nhân viên nhà em thì ở cái khu nhà em nó có cái thông lệ là nó hay có cái Tết lại. Có thể là mời bạn bè, nhưng năm nay Covid thì không mời được nhiều, nhưng mà vẫn là cứ anh em thân cận gần gũi thứ là đến là vẫn cứ làm Tết lại, không đông khách như mọi năm nhưng mà vẫn làm Tết lại, nên các bạn nhân viên nhà em nghỉ tương đối nhiều. Rồi là đầu năm là cả có những nhà vẫn còn cái tục lệ, rồi cái ấy là còn làm gì nhỉ, cúng lễ giải hạn đầu năm ấy thứ tương đối nhiều, nên là các bạn cứ mua. Lúc nào cũng vắng mất mấy cô, lúc nào cũng vắng mất 2-3 người, cho nên là đơn hàng nó lại bị chậm nữa. Có gì cơ chế thông cảm nhé. Hôm nay em lên live thì chính vì nó còn hàng nhiều, hàng cũ ồn quá, rất là nhiều giấy chưa được gọi ấy, thế nên là em cũng không dám like nhiều mẫu đâu. Thực ra thì em thì có rất là nhiều mẫu. Như này là nguyên si là chưa động đến, là đây là khách chốt thêm, chốt sau live stream, chốt sau live stream nhiều như này. Nói thật sự các chế nhìn như này nhưng mà rất nhiều luôn, rất nhiều luôn, một tờ giấy mỏng kẹp vào như này nhiều lắm. Đây là khách chốt sau live stream đấy. Thế đây là những khách chốt trong live stream ấy là vẫn còn rất nhiều luôn, là đã được đưa vào hết các mã của nó rồi. Còn khách chốt sau live stream thì em cũng có cái quy định riêng ấy, là ví dụ khách chốt sau live stream thì em vẫn nhận đơn, nhưng mà bao giờ cũng phải để những người người ta chốt trong live stream, người ta chốt được đã, chốt xong đã, còn đâu mới đến lần những người chốt sau. Nó có trình tự là như thế đấy. Còn thì mới đến những người chốt sau, nên là những người chốt sau luôn luôn bị bỏ riêng một chỗ, bỏ riêng một chỗ. Và bao giờ gọi xong đơn của những cái mã kia rồi, lúc đấy mới động đến những cái này, nó còn hàng mới gọi đến những cái này. Đấy, thì nói chung là nó còn nhiều lắm, còn rất là nhiều đơn hàng em chưa giải quyết được. Thì có gì các chị cứ thông cảm, chờ em tí. Hôm nay thì theo thông lệ em lên thôi, và cái nhiều đồ xả rẻ lắm, cho nên là chúng ta rất là mấy ai mà đang đưa chưa đi được đơn ấy, thì chúng ta có thể gom thêm vào đơn của mình cho nó đỡ cái phí ship đi, ok chưa? Cái áo nhà đang mặc ấy là áo vừa mới may xong của hãng. May xong thì
thợ thợ làm chậm á, thợ làm đang là đấy lại đang có đang làm nó lại trục trặc một chút vấn đề về gia đình ấy, gia đình của chủ ấy. Thế là nó bị có đám cưới nó là bị dồn lại, nó đọng mất mấy ngày, thế xong rồi lại ra hàng chậm, năm nay lại nghỉ Tết sớm ấy, nghỉ Tết sớm là cái mã hàng này rồi. Thực ra là không làm cho em đâu, thề luôn ấy, mã này làm là không riêng gì em, làm cho em cũng có thể là làm cho em, có thể là làm cho bạn Hà Hà Thọ. Thế nhưng mà đại khái là bạn Hà bạn cũng nghỉ rất là sớm, em cũng nghỉ sớm, thế là em từ chối. Em từ chối không bán, thế là bạn ấy bị chậm nguyên một mã này lại, không là bà không không đi đơn được. Thì là bây giờ thì bạn quyết định là xả trả lỗ đấy. Thế là em thì thấy vừa hôm qua em xem cái dự báo, không phải dự báo thời tiết mà nó là một cái bản tin nói chung về cái thời tiết, cái thì nó nói là cái thời tiết Bắc ấy, còn kéo dài rét đến hết đến giữa khoảng mùng 10 đến 15 tháng 3 mới bắt đầu ngừng cái đợt rét này, mới tạm ngừng cái đợt rét này. Mưa thì kéo dài hàng 10 hơn 10 ngày nữa, còn rét thì nó phải kéo dài đến tầm mùng 10 tháng 3. Tầm mùng 10 tháng 3 kéo dài một mạch ấy, chứ không phải là đến lúc vài bữa nữa nó nắng ấm lên xong nó lại rét lại, đến gió mùa đông bắc nó lại rét lại đâu. Đấy là em xem, em chỉ không vô tình thôi, đấy là chỉ vô tình em lướt. Thế là em nhìn thấy cái nội dung đó thì em mới bắt đầu em vào xem bản tin thời tiết, nghĩa là nó rét nó kéo dài. Cho nên là em mi thế chung quy là cất rất là gọn gàng, trước Tết là nghỉ cất rất là gọn gàng, đồ thu đông cái gì bị tồn lại ế lại là cất đi. Ra Tết là mình sẵn sàng chương trình là đón xuân, là bán toàn đồ mùa xuân mùa hè đó. Đấy xác định thế. Nhưng mà rét như thế này thì các bác vẫn, nếu mà bác nào chưa nhu cầu ấy là vẫn còn chưa chưa mua được xong, hay là các bác bây giờ thì vẫn phải có nhu cầu, nên là một là thế, hai là em thấy người ta bán xả rẻ quá rồi em tiếc, em muốn mang về để giới thiệu các bác, xả rẻ lắm. Đấy ví dụ bình thường cái áo này họ xuất buôn, họ làm may xong xuất buôn là phải là 200 mấy, gần 300k một con, đẹp lắm đấy các chị ạ. Nhìn nhàn mặc thế này thôi nhưng nó một cái áo thôi nhìn mặc sang lắm. Các chị có thể mặc với quần sóc bò, sóc dạ, sóc da, sóc à, chưa? đấy, đại khái nó là quần sóc hay quần legging hay quần bò hay là quần công sở cũng được, hay là các loại chân váy đều được. Cái áo dạ như thế này nó rất là đẹp, chất dạ đẹp lắm, chất dạ đẹp lắm. Thế em thấy xả rẻ quá thì em lại mang về, chúng ta được được hàng ngon bổ rẻ không có tội gì đúng không. Bác nào lấy cái áo này thì comment trên tay cho em là dạ kẻ kèm số điện thoại cho em, dạ kẻ kèm số điện thoại cho em, hai lớp hàng may dáng rất là đẹp. Ví dụ như bạn Hằng ấy, khi mà bạn mua cái áo này ấy, của Quảng Châu ấy, nó thực sự là không đẹp bằng áo này, không đẹp bằng cái này. Bạn mua về để bạn ấy lên mẫu đúng kiểu hàng Quảng Châu, thề luôn đấy, là em nói chuyện rất là chân thành với các bác. Bạn mua mẫu của Quảng Châu về để bạn làm, nhưng mà bạn phải chỉnh sửa những cái lỗi kỹ thuật của hàng Quảng Châu đi, và nói chung là để lúc thành dáng lên, em là đứa con mắt nhiều nghề, đẹp hơn áo Quảng Châu luôn. Mà áo Quảng Châu thì các chị biết bao nhiêu tiền không? Bạn ấy mua giá xuất buôn của cô em gái là người chuyên đi hàng Quảng Châu, mua giá của cô em gái là giá nhập buôn vào là đi 460.000 một cái áo này, một cái áo này. Thế mà bây giờ chúng ta bây giờ sản đúng vải này luôn, đúng vải này luôn, và kiểu may y như thế này không có gì khác. Và đặc cả được cái là cái form của bạn này bạn làm đẹp hơn hàng Quảng Châu là một, cái phần cổ làm đẹp hơn hàng Quảng Châu, phần cổ của hàng Quảng Châu nó bị hơi không được nét bằng cái cổ này, đấy là em nói thật luôn. Thế là em mới bảo là thế, nhưng mà bạn ra hàng muộn quá, mà ra và bảo lúc hoàn thiện hàng xong là nó vào mở tầm 15 tháng chạp ấy, là em kiên quyết là thôi chị không bán nữa, giờ là chị chỉ còn cái gì ở nhà chị xả lốt thôi chứ chị không bán nữa đâu. Thế là thành ra là bạn bị tồn, và bây giờ bạn quyết định xả lỗ để thu hồi vốn là mùa 2 nữa, là bạn ấy là người chuyên làm đầu làm hàng, cho nên là cái kho để hàng chứa hàng nó cũng là cả một vấn đề. Bạn không chứa được với cái áo này, nó rất là cồng kềnh, có mấy trăm áo nhưng mà nó chứa mất một góc nhà, thế là bạn phải xả lỗ đi đấy.
thì bây giờ em cũng sẵn sàng là hỗ trợ bạn ấy xả lỗ, em không lấy lãi có chế, và bạn ấy xả lỗ bao nhiêu em bán tặng có cho các chế bấy nhiêu. Tặng ok các chế chưa? Đầu lai cái mã này. Tặng các chế đầu lai mã này, chúng ta sẽ có một cái giá áo là từ cực kỳ ngon của rẻ. Em nói thật với các chế rằng hàng rất là nét. Cái này là các chế về, các chế cảm nhận được ngay khi cầm đến áo, và chúng ta đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cho nên là không thể bốc vét trên live stream mà chúng ta không sờ đến. Chúng ta chưa được sờ, chúng ta cứ chỉ nghe cái nhà nó nói thôi. À, đúng không? Nhưng không phải lo điều được về điều đó ạ. Chúng ta kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cho nên là cái nhà nó nói đúng hay không đúng, chuẩn hay không chuẩn, nét hay không nét, xịn hay không xịn, chúng ta chưa phải trả tiền. Chúng ta cứ kiểm đi, thấy đúng chuẩn, thấy đúng rẻ, thấy đúng xịn rồi, thấy hàng chúng ta nhận cái hàng. Số tiền mình bỏ ra nó thực sự, em nói luôn, thực sự là nó chỉ một phần mấy, một phần ba giá trị thực của sản phẩm. Chỉ bỏ ra 1 phần 3 giá trị thực của sản phẩm thôi. Giá trị thực của sản phẩm, cái sản phẩm này nó phải trên 400 nghìn. Và chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua áo? Em thấy ngon bổ rẻ lắm, cho nên là nếu mà không bán cho các chế thì em thấy rất là tiếc. Và em là một người trợ duyên, đem được hàng đẹp rẻ đến cho các chế. Và em cũng có thể hỗ trợ bạn ấy khi mà bạn ấy muốn xả cái mã này, bạn xả lỗ. Thì em lúc này lúc khác làm ăn với nhau đúng không? Em sẵn sàng hỗ trợ. Và chúng ta ngon bổ rẻ mua ngay cái áo này, ghi hộ em dạ kẻ kèm size, kèm số điện thoại. Em chỉ một màu thôi, làm đúng một màu thôi, màu Nguyễn rất là tây. Sai lờ nhá Nguyễn Hành nhá. Màu kẻ rất là tây. Form dáng cực kỳ đẹp và chúng ta rất dễ phối nhá, dễ phối cực kỳ. Như Nhàn mặc cái này đơn giản để Nhàn có thể thay vét cái phía thứ cho các chế nhìn, là tí nữa em xả phao cho các chế này. Thế theo nay em mặc thế này cho nó đơn giản. Nhưng mà đẹp lắm là đẹp, chúng ta mặc khoác như thế này nó đã đẹp rồi, giống như là biên tập viên. Hai nữa là nếu mà chúng ta đi thích điệu, chúng ta có thể kèm một cái bông hoa ở đây nhé. Bông hoa ở đây. Em xả cho các chế 189.000 một cái áo xịn như thế này. Em thề với các chế rằng không ở đâu mua được cái áo xịn rẻ như này. Xịn lắm. Xịn lắm đấy. Chứ không phải là nghe nhà nói 189.000 nó chả đáng bao nhiêu tiền, mà cái áo thì chắc gì nó đã ra cái gì không. Không, đừng lo điều đó nhé. Hãy cứ mua đi. Bởi vì mình ưng dáng rồi, mình ưng kiểu rồi, mình cứ đặt đi. Và mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Em nói với các chế rằng nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm. Nó xịn lắm. Chất vải nó nét căng. Vải nó đã đẹp rồi mà may rất là nét. Đấy, form dáng thì các chế nhìn thấy rồi. Nó lại nhằn mặc ấy, vừa nhằn vừa cởi ra đó. Hàng 2 lớp nhé. Hàng 2 lớp nhé. Đẹp lắm. Không mua là tiếc. Em nói thật, 189.000 chỉ bằng một cái áo sơ mi thôi. Nhà khác nó bán áo sơ mi 200 mấy, 300 mấy, em không nói. Như nhà em thì cái áo sơ mi cầu kỳ một chút là nó cũng lên đến là 170 rồi đúng không? 160, 170 rồi đúng không? Thế cái này thì sao? Bằng một cái áo sơ mi thôi. Bằng một cái áo sơ mi rẻ như thế. Em là em chọn duyên thôi, chứ còn thì em không có lãi lờ gì trong này đâu. Sai thì sai. Hỗ trợ em nút chia sẻ nhá, MLXL các chị ơi. Em không lãi nợ gì trong này, mà em vừa là hỗ trợ bạn ấy để bạn muốn xả, thì em là người chuyên môn làm việc với bạn đấy. Cho nên là em cũng không, em phải có sự hỗ trợ lẫn nhau. Hai nữa là khách của em cũng muốn khách của em có được quyền lợi trong này cái, có quyền lợi, có những cái tiện ích, những cái lợi ích trong này đúng không? Cho nên là đầu tiên làm cái gì thì làm, em đầu tiên phải nghĩ đến khách hàng. Quyền lợi của khách hàng, những lợi ích của khách hàng. Và em thấy nó quá rẻ, quá đẹp, không có tội gì cả. Mang về để bán cho khách của mình bạn. Các ấy... chị chưa biết size của mình mặc thì các chị cứ để lại cân nặng và chiều cao kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Chưa hỏi ở đây có khi em không trả lời hết được cho các chị. Ê, các chế này cứ đặt thôi ạ. Các chế cứ kèm cho em một cái quần sóc da, sóc dạ gì đó, hay là một cái sóc dạng nào đó dày dày một chút xíu. Các chế kèm cho em một cái quần tất 3D hay là tất lưới nhá, 3D hay là lưới nhá. Đeo cho em cái đôi bốt cao đến cổ, đến khuỷu chân này này. Nhìn mình mặc như thế này, vừa sang này, vừa trẻ này, vừa lịch sự này, vừa chân dài miên man. Thề luôn ấy, em nhìn thấy con bé cháu nhà em nó mặc rồi, nó mặc đẹp lắm. Nó thấp hơn em, con bé nó thấp hơn em. Mà bạn ấy đeo cái đôi bốt này đến đây. Trời ơi, nhìn bạn ấy cao lắm mà dáng nhìn rất là sang sang, nhìn chảnh chảnh, nhìn thích cực kỳ. Đây là em cứ mặc rông dài, chủ yếu là hàng các chế nhận, hàng các chế kiểm hàng,
em mặc rộng rãi để các chế nhìn được từ cái form dáng thôi, chứ còn thực tế cái này mình có rất nhiều cách mặc phối để mà nó tôn lên rồi nó lấy được cái sang cái đẹp của nó nhé các chị nhá. Chế nào lấy thì cứ comment áo dạ kẻ hoặc là dạ kẻ thôi, kèm size và kèm số điện thoại cho em. MLXL không có size S, không có size S. Bạn chuyên HG thì gần như chỉ chuyên làm MLX. Trường hợp nào em đặt phải làm S cho chị thì lúc đó bạn mới làm S. MLXL thôi, nhưng mà form đấy rất là gọn giá, đẹp lắm. Đây này thoải mái cực kỳ luôn. 48 cân mặc được nhá các chị nhá. Nếu mà chúng ta nhé, đơn giản lắm. Chúng ta 48 cân, chúng ta mà muốn, mà mình muốn sở hữu, ví dụ mình hơi rộng, mình chỉ cần lùi cúc vào thôi, bởi cái này nó không ảnh hưởng đến giá. Không ảnh hưởng đến giá nhá. Đây nhá, đây là người ta cái cúc quy định bao giờ người ta cũng lùi vào cái hỏi cái nẹp áo là 1.5 phân thì chúng ta lùi thêm vào, 2.5 phân. Không ảnh hưởng một chút xíu nào. Hiểu không nào? Là các chị bé các chị mặc được. Các chị bé nhá, các bạn nhỏ nhá. Còn các chị lớn thì lùi cúc ra thì không được đáng kể, chứ còn nhỏ thì mình lùi cúc vào không ảnh hưởng, cái cổ của mình nó cũng kín thêm một chút xíu, bởi vì nó rất là phù hợp với đồ cái form của người mình, đúng không? Thế nên là mình lùi cúc vào, các chế nhìn thấy không nào? Đây nhà đẩy lùi vào đây. Không làm sao đâu. Đúng không? Rất đẹp. Không hề ảnh hưởng gì. Nên cứ là lùi cúc vào. Size S có thể tốt được nhá. Nhỏ mình cứ đâm thôi, đáng lẽ cái cúc người ta đâm ở đây. Mình nối thêm vào 1.5 phân nữa, phân rưỡi nữa. Và mình đóng cúc vào. Ui giời. Người mình thế nào là nó bén hết vào người mình như thế, không ảnh hưởng gì, dáng đẹp lắm mà chất vải đẹp lắm. May lép căng. Nhà mình yên tâm nhá, giống như là ví dụ các chế mà đặt cái bộ vest hay là cái V55 nhà em, hay là cái bộ vest V808 nhà em, là các chế biết rồi đấy. Hàng của họ may đẹp như thế nào là họ là các chế biết rồi, may rất là nét. Đó. Hàng hai lớp nhá, cho là em thấy nếu mà không mua cái này thì nó bảo là nhiều tiền thì mình bảo bỏ ra ở mình bao nhiêu áo rồi. Thôi thì thôi bỏ qua, nhưng đây nó rẻ dã man mà nó xịn chứ. Nếu mà nó rẻ bảo là hàng kém chất lượng thì thôi, mình không mặc thì cái đồ nó hạ đẳng đấy, nó xấu, nó là làm kém con người mình đi. Nhưng mà nó đẹp, nó rất xịn. Thế mà mình không có tội gì cả, có hơn 100.000 đấy. Đúng bằng tiền một cái áo hơn 100.000 chỉ bằng một cái áo sơ mi thôi, mang về thế là chúng ta có thêm cái sự lựa chọn, và là nói thật sự là nó rất đẹp đấy. Các chế về các chế cả kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em xem vải làm sao, form dáng làm sao, đường may thế nào, có đẹp không, hay nhà nó nói điều nhá. Rồi mới thanh toán. Đẹp vô cùng, rẻ thì có thật. Ví dụ như mình nói là đồ hơn 100.000 nó chỉ đáng thế thôi, nó xấu, áo nó không có cái độ sang, không có cái độ đẹp thì chỉ đáng thế thôi, thì nó lại không nói. Nhưng mà nó lại quá đẹp cơ, nó quá đẹp, nó lại quá rẻ cơ, cho nên là mình không tội gì. Đó, chị nào lấy nhanh tay nhá. Rồi, để em qua mẫu nha. Em qua mẫu này, bây giờ thì em muốn lên áo việc, nhưng mà thôi em sơ thật nhanh. Hôm nay thì có ba cái món váy mà em tin được các chế, hai thôi, em nên hai mã thôi. Hai món váy mà em tin được các chế cũng bị nao núng, không thể mà làm ngơ được, không thể bỏ qua được, em thề luôn ấy, tí nữa em sẽ lên cho các chế. Nhưng mà bây giờ thì em sơ qua những cái gì em có đồ đông này, bây giờ em sẽ xả cho các chế và xả thật rẻ, vừa bán vừa tặng nhau nhá. Ok chưa? Cho em chút xíu. Nhiều lên lại nhà em cũng không dám lên nhiều đâu, thì cứ theo thông lệ thôi, em lên theo thông lệ thôi. Cái này lỉ này em còn sót này, em sót một ít đâu đó khoảng độ chục con, em xả lốt cho nhà mình nhá. Lỉ rất xịn, lỉ rất là xịn, nhưng mà dài rộng á, dài rộng lắm, nên các chị thấp thì không nên lấy, các sếp mà cao thì lấy. Hoặc là lấy cho con trai cũng được nhá. Mã này là lấy cho cả con trai con gái đều được. Nhưng con gái thì phải tương đối cao, tầm 1m56 trở lên. Con trai thì không nói, không bàn đến, như con gái nó phải ở cái tầm mức cao 1m56 trở lên. Bác nào lấy thì comment cho em là L73 mặc size M nhá. Cái này thì Trần Phương là nỉ số mấy đấy xin. Thôi không, cái này gọi là lấy lâu thì đó. Thế nhưng thì các chị chưa biết size đấy của mình mặc, các chị cứ comment cho em cái mã của sản phẩm kèm cân nặng, chiều cao và số điện thoại nhá. Comment cho em là mã lỉ số
6 mã nỉ số nỉ 6 nhá, nỉ 6 nhá. Em bán tặng cho nhà mình con này từ nó nếu mà xuất buôn ra là nó đã 260 rồi đấy. Thì bây giờ trước thì em bán 200 ấy thì bây giờ còn một chục con thôi thì em bán tặng cho nhà mình cái mã này là 159k. Bác nào lấy thì ghi hộ em là nỉ số 6 nhá. Cao 1m56 trở lên mình hạn lấy, nếu thấp thấp thì sẽ đuối lắm, sẽ bị dài. Ok chưa? Chất thì không phải bàn, nhưng chỗ này là thêu đấy các chị ạ. Thêu sần nổi lên trên mặt áo này. Chất thì không bao giờ phải bàn về cái chất rồi, hàng nó là hàng xịn. Chỗ nào lấy thì comment cho em nỉ số 6 nhé, em đi mã thần nhanh thôi. Em sẽ lên cho các bác là ba dòng áo sơ mi, ba cái mẫu sơ mi, một mẫu chân váy, hai mẫu váy, và còn đâu thì em sẽ xả đồ đông ở tầm cuối live. Em lên một chút xíu đầu live stream, còn đâu đồ đông em sẽ xả vào tầm cuối live. Sau tầm cuối live em vớ vào cái gì thì em sẽ tặng quà cái đấy nhá các chị nhá, tầm cuối live. Nỉ số 6 nhá, 159.000. Áo này à bao nhiêu đấy xin? Cái áo ký giả A80 này, còn mấy con em bán tặng các chị nhá. Bán tặng đấy, 110.000 một con. Chị nào lấy comment cho em A80 nhá. Hàng hai lớp ký giả nhá. Đó. Bán tặng nhá, MLX em không biết là có đủ không nhưng em cứ đọc bừa. MLXL nó chỉ còn độ mười mấy 20 con. Em bán tặng cho nhà mình 110.000 một áo. Comment cho em là A80 kèm size và kèm số điện thoại cho em. Đó, A80 nhá, 110.000 xin vào một sổ đi. Cái này là em bán cho 200, bây giờ em tặng các chị thôi. Còn 110.000, chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em. Cái này là em mua sale rồi, còn giá em bán tặng cho các chị. Tớ mua xả ở trên Linh Dương Shop còn 290k đó. Cái gì? Anh Thu Tú Linh, cái áo vest vừa rồi em, áo cái dạ à, của em ấy. Áo dạ hay là áo nỉ? Chả biết áo gì, áo nỉ không biết. Em thì các chế bình thường đã biết rồi, em là người bán rất là rẻ. Bán rất là rẻ nhưng mà đừng tưởng là rẻ mà hàng kém chất lượng. Không, em rất là kỹ tính. Hàng mà đã bị kém chất lượng là em bán giá gốc, không được là em bán lỗ luôn. Thế còn đâu thì là rẻ đấy nhưng mà hàng của em rất là chất lượng. Thế chứ vì nhà em các chị mua được rẻ so với các chỗ khác là đã các chị rẻ không trăm phải mua rồi. Qua bất kỳ một không qua một người nào. Ăn lãi nào nữa cả mà em trực tiếp tại của đồ của xưởng làm ra, cho nên là em thì lại ăn lãi rất thấp, nhưng người ta thì ăn lãi 50.000 một chiếc, như em ăn lãi cực kỳ thấp, cho nên là giá thành của em rất là cạnh tranh. Mấy con này anh đừng in nhiều quá phí giấy. Rồi. A80 em bán tặng nhà mình 110.000 một áo, hàng hai lớp áo ký giả. Cái này mặc với chân váy cũng đẹp lắm đấy ạ, đặc biệt kể mình mặc với chân váy dập ly cũng đẹp cực kỳ luôn nhà mình nhá, không nên bỏ qua. Em bán tặng thôi, chế nào lấy nhanh tay comment cho em A80 kèm mã số điện thoại cho là, em là dạ kẻ nhá, mã nhá. Đầu tiên là dạ kẻ, mã nỉ là nỉ số 6 A80 này. Mình mua nhiều lời nhưng thấy shop nhà Trần nói thật nhất. Thủy Quốc, cảm ơn em nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Vải bản thân nhà em là vải cũng đã được nhập từ bên Trung Quốc về chứ không phải không. Phải mua vải ở Linh Hiệp các chị nhá. Vải thì có hai nguồn vải mà bạn ấy nhập số lượng ấy thì là bạn ấy nhập thế, một loại vải là bạn đặt ở bên Trung Quốc, một loại vải là bạn đặt ở công ty của nó ở Bình Dương, và một loại nữa ở Sài Gòn. Ví dụ như là vải Hai Biên. Vải ở thợ vải ở chỗ khu như là em thì gọi là vải Hai Biên, thế còn bọn em vẫn hay gọi trên livestream là kaki lụa, ở trong miền Nam thì vẫn gọi là cốt tông lạnh. Thì cái đó là đặt ở nhà máy luôn tại đó. Nhà máy luôn ở Bình Dương, cho nên không qua, bạn ấy cũng là người không qua trung gian lấy lãi, nhưng tất cả các sở khác toàn nên phải nhập lại. Giá thành nó mới được mềm như thế nhé các chị. Toàn phải nhập lại ở chợ vải Liên Hiệp, giá bị chênh mất độ 10.000, 15.000 một mét.
là cái sản phẩm của chúng ta đã bị lên mất 10, 15 nghìn rồi, đúng không? Thế mà cái bản thân cái người chủ làm người ta, người chủ làm người ta cũng ăn lãi cao một chút xíu là chúng ta bị đắt đỏ lên thôi. À, giá thành của em đẩy ra, nên thề với các chị là nếu mà các chị mà đi nhập, các chị nào mà là bán hàng offline ấy, bán ở chợ hay là bán cửa hàng, bán shop hết thứ ấy, các chế xem live nhàn đi, xem live và nhàn đi, xuống chợ đầu mối đi nghiệp. Nhập sẽ đắt hơn là mình bán nhập này. Chuẩn hàng, ví dụ như em đang bán hàng áo HG này, em đang bán áo HG, các chị vào nhà HG các chị mua cho em, đảm bảo ạ, đắt hơn em bán trên livestream cho khách lẻ của mình. Giá nhập chỉ bán cho khách buôn, chỉ bán cho khách buôn ạ, không bán cho khách bán lẻ. Nhưng các chị cứ vào đấy mua độ 5G, 3G, 1G mỗi màu mỗi, hay mỗi kiểu, à, đảm bảo ạ, giá hoặc là bằng em bán ra cho các chị trên toàn quốc khách lẻ, hoặc là đắt hơn em 10 đến 20 nghìn một chiếc. Cái đấy là em khẳng định, khẳng định luôn. Đây, các chị yên tâm, mua đồ nhà em nó rẻ là vì như thế đấy. Rồi, áo em đang mặc là còn màu hồng này, là còn size M này, màu vàng, màu cam đất là em còn size L này. Còn mấy con em xả tặng nhá, chốt trong line này thôi, này chúng ta có giá được bán tặng thôi. Còn bình thường là chúng ta không có giá được bán tặng này đâu. Chế nào lấy thì comment cho em vest HG. Có cái nào màu còn nào XL không? Thì như là màu hồng có XL. Màu hồng có XL. Hồng có M và X. Có còn con S nào? Màu cam đất thì chỉ còn size L. Em xả tặng mình 199k nhá. Em bán cái này là 275.000 đó. 275.000 đó. Còn mấy con em bán xả tặng lỗ âm giá thì em cứ gọi là xả tặng nhà mình nhá. Là còn 199.000. Có con nào XL không? Cái đấy không phải. Cái đấy là hồng thì có M. Hồng có M. Cam đất thì có L. Đây cam đất đây ạ. Đấy, sở tặng mình 199.000 nha nhà mình nha, em qua mã luôn. Bây giờ thì em nên cho các chế một mã váy để các chế trong miền Nam đỡ buồn vì nhà toàn bán đồ đông. Nhá, đỡ buồn vì nhà mà toàn bán đồ đông. Bây giờ em sẽ lên váy cho các chế ngon bổ rẻ đây này. Chuẩn bị nhá, đẹp lắm đấy ạ. Đẹp lắm và rẻ lắm đấy. Chờ em chút xíu đây. À, em lên cho mình cái V12 đã, xong thì em sang váy. Rồi, thế này nhá, nhanh thôi. Xong tí nữa, cuối livestream em sẽ lên áo phao cho các chế nhá. Vừa bán vừa tặng thôi, không phải lo. Không phải lo gì cả. Nhặt được con nào là rẻ con đấy. Xuống, xuống. Chờ em chút xíu. V12. Đâu nhỉ? Anh nhá, nó có ít thôi nhá, vét có ít thôi nhá. Nhận ít thôi, vét có ít, anh đừng in nhiều quá. Rồi, một con măng anh, to của anh đang in dạ kẻ ăn chơi hết đây. Thì em dặn thế. Nuperi, Nuperi của hãng đấy ạ. Giá niêm yết của em này là 1.350.000. 1.350.000. Kiểu đây, kiểu như thế này, chú ý của em bị bom mất một con. Hai con à? Ba con à? Mở size gì? Một con L, hai con X thì nhà đang không biết, đang xỏ con X đây. Đang xỏ con X đây. Kiểu cách của nó như thế này. Đây là nhà xỏ XL, không phải size của nhà. HG cô đang bán tặng 199.000. Ai lấy thì comment cho em là gì đây, măng tô này, măng tô của Luperi giá 1.350.000. Em bán tặng mình cái này với mức giá đặc biệt là chỉ còn bao nhiêu, bán tặng nhá. 265k. Rồi, bây giờ em lên váy cho các chế này. Ngon bổ rẻ này. Mà em tin là mọi người không thể bỏ qua được mã váy này. Xem nhà nhận định có sai không nhá. Nhận định có sai nhá, đẹp. Đẹp lắm, mà lại rẻ lắm. Chờ em chút xíu. Măng tô. Măng tô gì? Măng tô 71. Măng tô 71, quay mắt chưa bảo báo mấy khách. Các chị comment là măng tô 71 cho em ạ. Măng tô 71 có một chiếc ạ. Hai chiếc X, một chiếc L. Rồi, váy đây, váy đây.
Tí nữa muộn muộn em lại lên vét mí lên đồ đông cho các chế để các chế gom. Em cứ vừa bán vừa tặng luôn. Chờ em chút xíu nữa. Váy này thì thôi đấy. Con bộ rẻ đây này. Nhiều, đúng, chắc là còn hơi. Đầu tư 300.000. Hàng hãng là lòi đấy. Chết chưa, đẹp lắm. Rồi, còn một mã nữa con. Tha hồ các chế tham khảo. Kiểu cách sang chảnh luôn. Mã này bình thường. Mã sau mới kinh nhé. Mã sau mới kinh điển. Đi đây. Cái sai rồi. Đây. Có dây lưng nhá, nhà mình nhá. Có nhà mình nhìn thấy phần từ đây trở xuống là dập ly không? Nhìn thấy không ạ? À? Đó. Đẹp lắm. Đẹp không? Các chị ngắm dần đi nhá. Em hay nhìn vào màn hình vì em ngắm em luôn. Em ngắm cái dáng váy luôn. Đẹp lắm. Em thích cái này cực kỳ. Đấy, chiều dài này, vừa phải không? Dáng thì rất là trẻ, trẻ lắm. Đó, cổ vuông. Này, cái kiểu cổ mạnh cũng rất là cổ kỳ đây này. Nhà mình nhìn này, đó. Có màu màu vàng bò, vàng đồng. Màu vàng tây lắm, màu vàng đồng. Cái này màu đỏ, hai màu thôi. Em có đủ size từ size M cho đến size XL. Này giá này. Ôi con này nếu mà bình thường của nó thì đắt lắm này. Cái này này là nói với bật mí với các bác là bạn Hà bạn ấy đặt. Bạn ấy đặt nhưng mà bạn May cũng đắt hàng lắm. À bạn khách bạn Mai đắt hàng vô cùng luôn. Nhưng mà đến lúc hàng cắt ra ấy, nó bị thiếu mất chi tiết. Thế xong rồi là hàng lại bập vào cái nhà là sở làm ấy, lại bập vào mất cái mã hàng của bên nước ngoài nó đặt. Thế là bị chậm lại, thế là không giả được bạn ấy, thế là bạn dỗi, bạn bỏ cả mã. Không giới thiệu quần này. Hả? Quên không giới thiệu quần, tí tính sau. Cái quần lúc nãy nhà vừa mặc, quần legging đót lông lúc nãy nhà vừa mặc cái bán xả rẻ cho các chế nhá. 85.000 một con. 80 là cái gì đấy? Quần Q16, cái quần lúc nãy nhà vừa mặc cái xả rẻ nhá, 85.000 một chiếc quần lót lông. Nhưng mà em chỉ nhận lời SML thôi, các chị size XL mặc sẽ chật. Quần lót lông nhá, legging lót lông xả 85k nhá. Nhà mình ghi hộ em là Q16, đây các chế nhìn này, đấy. Chết, đẹp lắm, đơn giản mà đẹp lắm. Đây, quần lót lông lúc nãy nhà vừa mặc đây này. A80 có nhiều người đấy. A80 anh cứ nhận cho em độ... 2 chục 3 chục. Này, xịn xò nhá. Quần nhà vừa tháo ra đây này. Em chỉ nhận lời SML thôi. Các chị XL không dám nhận. XL thì cái Q99 mình còn sót con nào? Còn XL thì Q99 em cũng xả tặng cho mình 85.000 một quần. À không, xin lỗi, quần Q99 thì em xả cho các chị 99k. Còn quần Q16 thì em xả quần nót lông, legging nót lông vừa mặc ấy. Q99 thì dành cho các chị L trở lên. Còn Q16 thì dành cho L trở xuống, S từ 40 cân cho đến 55 cân. Còn Q99 thì dành cho các chế từ 56 cân cho đến 66 cân, 67 cân. Thì chúng ta lấy Q99 thì em xả luôn 99k. Còn cái quần Q16 thì em xả cho các bác là quần lót lông ấy. Em thì em mặc nhiều cái đấy lắm. Không biết các bác nào, em thì em mặc sử dụng cái đấy rất là nhiều. Thì em xả tặng cho mình là 85.000 một quần. Đấy, đây, bây giờ là mã của váy này thì các chị cứ comment cho em là váy dập ly hay đầm dập ly, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Bán tặng này. Vâng, độ này nhà em đông khách lắm, em không đọc được tên đâu các chị nhá. Em bán tặng đấy, này. Em vẫn đang in cho các chị đấy. Đây này, em vẫn đang in đây này, đống giấy to đùng loảng bán. Ừ. Tặng nhá, chú ý này, không chia sẻ, không bán mã này. Mã này bình thường là bạn ấy phải xuất buôn là 190k và giá bọn em bán ra cho các chị nó sẽ rơi vào là tầm 21. Nhưng mà hôm nay em xả cho các chế, bán tặng cho các chế mã này.
Tí nữa em dơ cho mình xem quần màu Q99. Đấy, nó có dây lưng hết như thế này nhá. Hai màu nhá, màu vàng nó hơi đồng đồng, nó cũng tương đối tây, màu tương đối tây. Em sẽ mặc nở luôn lên cho tí, em mặc luôn lên cho các chế nhìn. Đó, kiểu cách như thế này, chú ý của em đấy. Dáng lên đẹp lắm, cái này này nó sẽ làm mình gọn dáng, nó giống như cái chân váy dập ly ấy. Cái phần cần bắt đầu xòe từ mông này này, đỉnh mông này mới bắt đầu nó mới mở cái ni ra. Và cái phần này nó cũng đi bám vào eo và đi theo cái độ cong của mông của mình, cho nên là nhìn mình nó sẽ đẹp cái tôn dáng cực kỳ luôn. Rất nhiều trong này chú Quy nữa nha. Cái nhưng gì? À 80. Thì anh phải ok vào cái chị anh nhận ấy. Xong anh bỏ ấy. Anh mà đã có ý định bỏ thì anh phải ok vào đó thì mình nhận thêm được. Thì mới biết là những người sau đó, những người mình chưa nhận. Rồi, có xem nha. Thì comment cho em là đầm dập ly vàng hay đầm dập ly đỏ kèm size và kèm số điện thoại, em bán tặng các chị cái mã này 189k. Đúng giá nhập luôn. Không lấy lãi. Ok chưa? Rất đẹp mà rẻ vô cùng luôn. Các chế có thể xem ở nhà bạn Hà, nếu mà ai là người khách của ai là khách của Hà trung thân từ lâu rồi thì các chế sẽ nhìn thấy Hà like mã này rồi. Thì mã này nó sẽ rất là đắt. Bạn ấy bán sẽ rất là đắt bởi vì nó tốn vải. Nó rất tốn vải. Nó rất tốn vải cho nên là giá thành nó đội lên so với cái váy bình thường. Em bán cho các chế giá 189 là bán giá tặng. Giá tặng là giá không lợi nhuận hoặc âm hoặc không lợi nhuận. Chế nào lấy comment nhanh tay cho em là đầm dập ly vàng, đầm dập ly đỏ kèm size kèm số điện thoại. Bây giờ em sẽ lên em thử qua màu này xong em sẽ lên cho các chế hai mã váy nữa xong em dừng váy. Cần sửa không? Không, em chịu được, không nọ còn rét hơn hôm nay nhiều. Thấy bảo là em xem hôm qua là em này. Đấy bảo năm nay là rét, cái đợt rét này nó kéo dài đến dự gần đến mùng 10 tháng 3 các sếp ạ. Thì cái đợt rét này của chúng ta cũng nó bù cho trong năm, nó rét bù cho trong năm, làm con bé buôn phao năm nay vỡ mặt vỡ mặt luôn. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Đấy, đẹp quá, em thích cái mã này lắm, đơn giản mà làm cho mình rất dễ chịu, gọn dáng cực kỳ. Nó rất là gọn dáng. Đó. Đẹp lắm. Nhà mình nhá, nhanh tay comment cho em mã là D à, đầm dập ly. Vét hồng của mấy con? Vét hồng có ít lắm, anh cứ nhận độ mỗi màu anh nhận cho em 5 con. M thôi nhỉ. Vòng bò thì có L, mỗi L, hồng thì có mỗi M. Hết hàng rồi. Hết rồi em bán tặng. Đẹp lắm nha, nhanh tay nhá. Cái này nó tôn hết cái dáng của mình lên. Nó tôn hết cái dáng của mình lên. Cái phần mà bụng dưới của em rất là to. Thề luôn các chị, nếu mà em mặc quần, mặc quần hay là mặc cái váy ôm là các chị nhìn thấy ngay cái bụng dưới nó to ủng như quả bóng ở đây này. Hồng chỉ có M. Vàng bò thì chỉ có L. Rồi, nhanh tay nhá. Em đi cho thật nhanh thôi đấy. Mặc kiểu sơ sơ thế thôi. Bây giờ em sẽ lên cho các chế một cái mã váy đuôi cá nữa. Đẹp kinh khủng. Của hãng đấy. Đó. Nhà mình nhá. Comment cho em đầm dập ly kèm size, dễ mặc cực kỳ luôn. Cái mà cái này còn đẹp hơn cả cái váy dập ly mà nó dập ly từ đây xuống. Nếu mà dập ly từ đây xuống là nó thường nó sẽ cảm giác nó nổi, nó lộ hơi lù cái bụng của mình lên. Nhưng mà nó làm như thế này nên là cái dáng của mình nó đẹp lắm. Cái dáng của mình được tôn dáng lên. Chị em mình nhá. Ai lấy thì may kỹ, không phải lo hàng của HG. Chị nào lấy thì comment nhanh tay cho em là đầm dập ly vàng, đầm dập ly đỏ, kèm size, kèm số điện thoại. Cái màu vàng cũng rất là đẹp. Đỏ thì đỏ nhung. Màu vàng này thì là màu vàng kiểu màu vàng gừng, vàng đồng ấy. Ở đây là màu cũng rất là tôn da mà nó sang màu. Đấy, chị em mình không lo nhé. Màu đỏ này là đỏ nhung, không bị tối quá như đỏ đô mà cũng không bị tươi chóe quá như đỏ cờ. Mà màu rất là đẹp. Anh cứ nhận cho em một con ít, một hai con ít nồi hồng này. Này này xinh ơi, em qua mã nhá, em lên cho nhà mình một mã váy đuôi cá nữa, chờ em chút xíu. Mã này đẹp thực sự luôn ấy, mình không nên bỏ mã này nhá. Giá thì quá rẻ rồi.
Em bán tặng mà. Đọc lại mã. 189K. Bình thường một cái váy em vẫn hay bán 189K đúng không? Mã của nó là đầm dập ly các chị nhá. Cứ comment với em là đầm dập ly. Kèm size, kèm màu. Bình thường em vẫn hay bán một cái mã váy của HG là 189K đúng không? Nhưng mã này thì không thể là 189. Vì nó đầm dập ly. Bởi vì nó là đầm dập ly. Cái số lượng vải để đắp vào cái khu vực dập ly này nó gấp đôi so với bình thường. Em một cái mã váy bình thường chúng ta hết độ 1.5 m vải. Mét 4, mét rưỡi và mét 6 vải. Trong cái mức đó thì riêng may đầm dập ly nó phải hết 2m2, 2m1 vải cơ. Cho nên là giá thành nó lên này. Hai nữa là phải qua trả tiền cho cái khâu dập ly này nữa. Trả tiền cho khâu dập ly nữa. Cho nên là cái váy dập ly bao giờ nó cũng đắt hơn bình thường. Đấy, cho nên là cái giá mà Nhàn nói là giá Nhàn bán cho các chế 189K là bán tặng là vì thế. Chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là đầm dập ly nhá. Vàng và đỏ cái size và cái số điện thoại cho em. Măng tô có 3 chiếc. 2X là 1 lần. Em ký nhận về 5 người. Máy được xin cho đi sau đi. Đi sau đi, chồng đơn. Thấy mặt mũi nó đâu rồi? Ôi đàn này khác à? Lại đàn vốn đóng kia lại chút với nhau. Đấy, em nói thấy chứ, cơ chế thấy không? Nó đẹp, cực kỳ đẹp. Rồi, vẫn nhìn người của Nhàn ấy. Mà dạo này em một nghỉ Tết xong em lên mất 1.5 kg. 1.5 kg thì cái tuổi em lên cân thì nó không vào đâu, và nó vào đây. Nó vào đây hết. Đùa chứ, nhân viên nhà em suốt ngày nó cười em. Cái đoạn nó túm được cái cục mỡ ở đây này. Cục mỡ ở đây này, ở đây này. Nhìn thấy em mặc quần ấy, nhìn thấy cục mỡ, cục mỡ. Thế mà mặc váy nhìn vẫn duyên phết. Căn bản cái váy của họ, họ thiết kế rất đẹp. Họ thiết kế cái form của họ tôn dáng lắm. Lúc đâu nó vào đấy, ví dụ như là nhiều cái mà nó không phải của hãng ấy thì là họ làm ấy, thì thường là họ làm phiên phiên. Em thề với các chị rằng là Nhàn đã từng mua mẫu của hãng và thuê, nói đâu, thuê bạn là đấy chuyên làm hàng, chuyên bao nhiêu năm nay làm hàng mức chung chung ấy để bán ra thị trường ấy, thì em muốn là sao, đồ của hãng giá nó đắt lắm, em thuê bạn đấy may giống thôi chứ mình không lấy, không lấy được, không mua được mác của họ, thương hiệu của họ không mua được. Thế em may giống kiểu đấy để em bán, mà trời đất ơi, mẫu da không duyệt được, mặc vào người chán vô cùng luôn. Thế là em phải bỏ, em phải bỏ. Mà bạn đấy là người phải chịu trách nhiệm, cái bạn làm cho em mà chịu trách nhiệm, bảo là không hề giống một tí nào cả, giống được mỗi cái vải, con form dáng thì cùng kiểu, nhưng mà nhìn nó cứ lầm khẩm thế nào, nhìn nó chán quá. Thế là em bỏ, em không lấy, bạn phải chịu đấy. Rồi, chế nào lấy thì comment cho em mã đầm nào. Đây là đầm hãng nhá. Có màu đỏ và màu đen, phần trên của chúng ta bằng cái lưới, bằng lưới. Phần trên này bằng lưới. Đó, nhưng mà lưới cực thích luôn. Hàng xịn mà. Đây. Rồi, chúng ta đã nhìn thấy của hãng nào chưa? Thuy nhìn Bùi mặc size L nhé, Thuy Bùi. Rồi, cái mã đầm là D1025. DH1025, nhưng mà chúng ta cứ comment cho em chữ D thôi. Nó là DH1025 đấy, mã của nó là như vậy. Thì chúng ta cứ comment cho em là D1025. Em có đỏ và đen thôi, kèm size và kèm màu và kèm số điện thoại cho em. Tôn dáng cực kỳ chảnh, sang chảnh, sang chảnh. Chất vải của nó là dòng dạng như là vải các cái lụa đấy. Cho nên là chúng ta yên tâm là vải rất thích, vải rất thích. Và form dáng thì chúng ta được nhìn thấy Nhàn mặc rồi. Em sẽ mặc cả hai màu cho. Cái váy này thì chúng ta đi công sở cũng đẹp, mà chúng ta đi chơi cũng đẹp, và chúng ta đi tiệc cũng rất là chảnh, là sang. Mã này em thấy tương đối là ưu tú, đẹp. Mặc trong mọi môi trường được, và mặc nhìn nó rất tôn dáng, rất là tôn dáng. Đây là một cái nẹp nữa, nó ôm hết vào vòng ngực, cầm lên như thế này chúng ta chỉ nhìn được thấy nó như thế này thôi, nhưng mà khi mặc vào chúng ta nhìn thấy nó ôm cái ngực đẹp không nào. Ôm cái ngực cực kỳ đẹp. Đấy, kiểu thiết kế này, nhìn cái váy này, nhìn rất đẹp luôn, nó ôm cái vòng ngực lại, cực kỳ đẹp. Phần eo yêu thứ, nó tôn dáng dã man luôn. Phần chân, đuôi cá. Đấy, các chúng ta nhìn thấy không, chất vải thì mê rồi, không cần phải bàn rồi. Đường may thì nét rồi, bởi vì đó là đồ hãng, đường may thì nét rồi, không cần phải nói rồi. Còn form dáng thì các chế nhìn thấy Nhàn mặt mà các chế hiểu form dáng. Cái này thì họ không cho em hình ảnh, cho nên là em không có hình ảnh. Có những cái mà kiểu như là
họ cho hình ảnh thì em được có, còn cái mà họ không cho hình ảnh em không có hình ảnh, nhưng mà cái này quá đẹp, quá đẹp. Chế nào lấy comment nhanh tay cho em nhé. D1025 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại cho em. Giá niêm yết của nhà của hãng là bao nhiêu? 1.080.000. 1.080.000, và chúng ta mua giá tại nhà nhà thì không bao giờ cần phải lo rồi, xuống cực luôn. Váy thì đẹp, xịn xò ơi là xịn, nét căng không thừa một cái mũi chỉ nào, không che được một cái đường kim mũi chỉ là từ từ trong ra ngoài, từ đường mắt sổ nó cũng đẹp. Đấy, chế nào lấy thì comment nhanh tay nhá. D1025 em sẽ bán tặng các chế cái mã này chỉ có 239.000 một con. À xin lỗi, 229.000 một con. 229.000 một con. Cá luôn với các chế, không tìm đâu ra cái mã váy này với cái mức giá này, em cá luôn. Cá cược luôn. Thế nào lấy comment lên tay. Được cái váy của hãng này. Của hãng này. Và giá như thế này, em đền cho cả đơn hàng. Rồi. Đấy. Dây thương hiệu. Em cá luôn. Không đi mua được đâu cái váy này, giá này. Ngoài nhà nhà. Ai lấy comment nhanh tay cho em là D1025 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại, chụp vào dáng xấu thành dáng đẹp và eo bánh mì thành eo con kiến cho em chút xíu. Họ may tôn dáng nên là giờ vào dáng lắm, mặc nó đâu nó vào đấy. Đấy, đỏ đây, đỏ để tự tin đi đám cưới. Chứ còn màu đen thì mở tiệc nào mình cũng tham gia được. Còn nếu mà đám cưới ấy, thì nhiều khi là người ta không thích đi, không mặc màu đen. Thế nhưng mà ví dụ các loại là các đám tiệc khác nhau thì người ta sử dụng màu đen đều hoàn toàn được. Các cái hội nghị khách hàng hay là một cái nói chung là cái tiệc nào chúng ta cũng tham gia được màu đen. Bởi vì màu đen là màu sang rồi, màu đen là màu truyền thống, màu sang của màu đen riêng. Còn màu đỏ thì mang tính chất là vui. Thì thường ra là cái màu đỏ là ví dụ đi đám cưới là chúng ta lên mặc những cái tông màu đỏ, tông màu sáng, không mặc màu đen. Thế nhưng mà còn ngoài ra màu đen thì ngoài ra thì nó lại một cái sang rất là riêng. Thì chúng ta mặc nó, diện nó trong mọi cái môi trường khác, hoặc là đi các cái tiệc khác. Chế nào lấy thì comment cho em đấy. Đẹp không? Mã là D1025 nhá. Kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em nhá. D1025 cho em ạ. Kèm màu và kèm size, kèm số điện thoại cho em ạ. Cái đuôi cá rất là vừa phải. Dài. Bao giờ mà cần che khuyết điểm ở chân này. Ví dụ ai mà cái bụng chân to quá, hay là có sẹo, hay là ví dụ như là bị giãn tính mạch cái thứ ở đây, thì thôi con này, thôi quá lý tưởng đúng không? Nó dài nhưng mà nó lại không làm cho mình, nó không bị làm cho mình bị thấp đi, mà nó làm cho mình tôm dáng cao lên cơ. Nó giống như cái quần vẩy ấy các sếp, đúng không? Giống quần vẩy đúng không? Cũng như quần vẩy ấy, mình mặc vào là cao người lên luôn. Hay là ví dụ như là em thấy cái cách mặc lúc đầu em nói với các chế mặc cái đeo cho em cái bốt đến ngon này, đến đây này, đến đầu gối hoặc là trên đầu gối ấy, các chế mặc cái quần đùi ấy, xong rồi còn mặc cái quần lưới ấy, trời ơi thì nhìn cao lắm các chế nhá. Ai mà muốn ăn gian chiều cao thì chọn những cái tờ kiểu dáng. Cảm ơn chị Hồng Võ. Kiểu dáng như thế này để chúng ta mặc. Rồi chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em đấy, từ 1.080.000 và chúng ta ngon bổ rẻ đúng không? Không phải sử dụng đến hàng 5-700 gì cả. Có hơn 200.000 thế là được một cái con váy hàng hiệu xịn sò. Chỉ có tại nhà nhàn thôi. Em là chỉ được cái là chăm chỉ đi tìm đồ xịn, đồ hãng cho các chế. Bác nào lấy comment nhanh tay cho em nhá. D1025 này, đen đỏ này, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Đen đỏ. Chất vải thì mê rồi, không cần phải bàn. Rồi, kiểu dáng thì em mặc cả hai màu rồi. Bây giờ em sẽ lên cho các chị một màu nữa mà hôm qua em đăng hình đấy. Váy đấy, váy của Lan. Quần nhá. Hai cái quần này này. Nó lúc nãy đầu live stream này em mặc cái quần Q16. Em mặc mấy cái kéo dạ đấy. Em mặc cái Q16 này. Quần nót lông.
Cái này thì em nhận đơn FML, em xả tặng cho nhà mình 85.000 một quần. Legging lót lông xả tặng cho nhà mình 85.000 một quần. Còn cái này là quần Q99, em xả tặng cho các bác là 99k một quần. Quần này quần Quảng Châu, mà cái này thì chỉ nhận đơn từ 56kg cho đến 67kg. Cái này thì nó co giãn mạnh này, hai nữa là nó đũng nó dài này, ba nữa là form nó to này. Cái này thì chúng ta em nhận đơn cho các chế từ 56 đến 66kg nhá, 56 đến 66kg. Còn cái Q16 thì em nhận đơn cho các chế là từ 38kg cho đến 55kg, 38 đến 55kg. Thì cái này em xả mình 85.000 là Q16 85.000. Đều là nót lông nhá, đều là legging nót lông. Q99 99.000. Q99 99.000. Bác nào lấy thì lên đơn nhé, bởi vì cái này thì em không ế đâu. Thực ra là sắp hết mùa. 85.000. 85.000 quần Q16. 85.000 Q16, Q99 là 99.000. Cái này không ế, không bao giờ lo ế ạ. Em nhập số lượng bao nhiêu đi chăng nữa không bao giờ em sợ ế. Đây là em bán tặng. Tại vì cái này thì năm nào chúng ta chẳng phải dùng đúng không? Ế em cất. Mang ế em cất đi xong làm em bán đúng không? Nhưng mà không, em lôi ra để bán tặng các chế thôi. Bây giờ em vẫn còn phải dùng nhẹ. Em bản thân em thì em bây giờ thầm tầm này em mặc toàn lót quần legging lót lông mấy lại áo nỉ cái tầm này này. Thế hôm nào đi đâu rét nhiều thì ví dụ mặc váy thì mình mà mặc phao với mặc áo dạ, áo dạ. Rồi, bây giờ em lên cho các chị một mã váy này nữa xong rồi chúng ta dừng lại nhá. Chuyển sơ mi nhá, một mã này nữa xong rồi chúng ta dừng sang sơ mi nhá. Cái này em đăng bài tối hôm qua đó. Cái gì đấy? Đầm này hay lắm. Cái này là của La nhá, các xem nhá. Cái này của La, hàng vải xịn lắm. Em không biết tên vải đâu, đừng hỏi em vải gì. Cái này em không biết tên vải. Ui, ui, bỏ đồng tiền ra xứng đáng. Đẹp không nhà mình? Muốn nhẹ nhàng, tiểu thư muốn đi đâu chơi điệu đà, hoa hòe một chút xíu, nàng xuân một chút xíu thì chúng ta tham khảo sang mẫu này cho em nhé. Đó, hôm nay em lên 3 mẫu váy là 3 cái thiết kế và 3 cái phong cách khác nhau hoàn toàn cho các sếp đây này. Em lên 3 mẫu thôi, xong em xin dừng váy đấy. Em tạm dừng váy gửi hàng, em đang còn nhiều quá cái đơn hàng của hôm mùng 10 em chưa chốt xong ấy. Các chị hỏi thì rất là nhiều thứ không chốt hàng cho mình ấy. Chị nào hôm trước mà chưa nhá, được chốt đơn thì các chị gom hôm nay nhá. Để đi đơn một thẻ. Cho đỡ phí ship. Đây này mã này là cái này của La các sếp ơi. D655. Cái này của Của La nhá. Hãng này của La. D655. Em có màu xanh và màu vàng. Xanh rất là ngọt đúng không? Vàng cũng thế, màu rất là ngọt ngào, màu nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng tinh tế, ngọt ngào dễ chịu lắm, màu đẹp lắm. Chế nào lấy thì comment lên tay cho em là D655 và xanh, D655 vàng kèm size và kèm số điện thoại cho em. Không biết chất vải, vải cực xịn, cực xịn, cực sang, vải rất sang chứ không phải mềm. Mềm, bồng bềnh vừa phải. Không bị cứng, không bị nhũn nhủn quá thì nó mất độ sang của váy. Mà không bị cứng như là gấm. Vải rất xịn, cho nên là không, em không biết tên vải đâu, cho nên hạn chế hỏi nhà vải cái gì. Nhà biết tên nhà nói ngay. Em không biết tên vải nhá. Nó không cứng như gấm, nhưng mà mặt vải thì nó giống như gấm, rất là sang luôn. Chị nào lấy thì comment nhanh tay cho em là D655 MLXL không có S, tiếc nhỉ. Cái la này họ hay làm FMLXL mà lần này lại cái này lại không có M, không có S. Giá của nhà sản xuất là 990k. Giá của hãng là 990k và giá của chị em mình thì đặc biệt số 7 phải lo. Dạ 215.000. 215.000. Hàng hai lớp nhá các chị ạ. Hàng hai lớp xịn sò của hãng ấy ạ. Hàng của hãng chúng ta không phải lo nhá. Đấy, như này em tuyển toán hàng xịn thôi và giá thì giá quá bình dân. Giá bình dân, giá ngon bổ rẻ.
Chị nào lấy thì comment nhanh tay cho em là D655 vàng, D655 xanh kèm size và kèm số điện thoại. Em thử màu xanh cho các mình. Em lên sau cái này em lên xét, sau xét em lên áo sơ mi, sau áo sơ mi đi kèm với chân váy. Sau sơ mi thì em sẽ xả đồ đông cho các chị, vừa bán vừa tặng. 215.000 một cái của La mã là D655. Giá niêm yết của hãng là 990.000 đấy các bác ạ. Để chúng ta mua thì ngon bụng rẻ, không cần phải lo được. Mã của sản phẩm là D655 nhé các chị ơi. D655 ạ. Kèm màu kèm size cho em nhá. Đẹp quá. Hay đi chơi tự tin nhỉ. Đi chơi rất là tự tin luôn. Đấy, nhiều lúc cũng thay đổi cái phong cách của mình đi, lấy những cái tông màu nó nhẹ nhàng. Cái này em mặc trên live không đẹp bằng màu thực tế đâu nhá. Em nói thật là cái màu này ở ngoài đẹp hơn trong livestream đấy. Ở trong livestream thì cái ánh sáng nó làm cho nhạt cái màu đi, nó làm cho nhạt màu đi, cho nên nó không đẹp bằng ở ngoài đâu. Ở ngoài nhìn đẹp hơn trong livestream đó. Chế nào đấy thì comment nhanh tay cho em là D655. Ngoài đẹp hơn nhiều. Kèm size, ngoài đẹp hơn trong live nhá. Chắc chắn luôn nhá. Ở ngoài nhìn vừa vào váy, nhìn màu sắc vào váy sẽ đẹp hơn trong livestream rất nhiều. Đẹp hơn nhiều luôn ấy, chứ không phải đẹp hơn ít đâu. Nghĩa là ví dụ trên live các chị nhìn màu nó chỉ đáng mà cái váy này nó chỉ cảm nhận độ đẹp của nó lên đến 6 phần thì vào ngoài nó sẽ đẹp được lên đến mà tăng lên được 3-4 phần nữa. Các chị nhá. D655 xanh, D655 vàng, kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Em các chị có công nhận với em là dạo này hàng của nhà em nó đẳng cấp không? Công nhận không? Nói luôn câu đi. Nói câu đi cho động viên nhau cái, đúng không nào? Công nhận không? Đẳng cấp lắm. Đẳng cấp lắm mà nó đẹp lắm. Nó đẳng cấp từ cái kiểu dáng cho đến chất vải, cho đến đường kim mũi chỉ đổ các chế nhận váy. Các chị sẽ thấy nó nét lắm, nó xịn lắm. Rồi, sau này em, và bây giờ là em chuẩn bị lên set nhá. Hai má set xong thì đến sơ mi chân váy đi kèm nhau. Xong thì đến đồ đông, xong em xin nghỉ. Anh Tây, comment cho em D655, xanh D655 vàng, ngoài đẹp hơn trong livestream nhiều. Đẹp hơn nhiều luôn, ở ngoài đẹp hơn trong livestream nhiều luôn. Cái mã này này, cái màu khác thì các chị nhìn thì nó cũng tương đối, nhưng mà màu này là ở ngoài, ở trong livestream bị dìm hàng. Cái màu sắc nó bị nhợt đi cho nên là bị dìm hàng. Form dáng của họ thì may thì rất là đẹp rồi. Các chế hay mua đồ nhà em, các chế cũng thi thoảng mua được ở cửa hàng La em sale rồi đấy đúng không? Cũng đẹp lắm rồi, các chế biết hàng của nhà họ rồi còn gì. Rồi em qua mã nhá. D655 kèm màu kèm size cho em. Mỗi tay đừng bỏ gì hết. Nay chủ nhật chúng nó nghỉ lắm thế. Nó chưa đi. Sáng này thấy có 6-7 đứa. Nói chung là cũng nghỉ nhiều. Dạo này là cũng lễ đầu năm nào là vì công việc nọ công việc kia quá nhiều. Nghỉ hết đứa lại nghỉ luyến thì mình xin nghỉ luôn để đi học. Thế bảo đấy chưa? Mơ mận thì kêu cho sẽ xin 5 ngày nữa nhận được lương thì mới nghỉ ở đấy, mới dám nghỉ, không nó không giả lương. Nhà máy đang nghỉ thất nghiệp đầy kìa. Mơ mận nhà. Thất nghiệp rồi à? Máy từ đây máy hỏng à? Máy hỏng à? Lại không có việc. Không có việc. Thế mà sao vợ chồng nhà Dương bị thế mà vẫn gọi đi làm gì? Tùy từng bộ phận, không bộ phận nó không có việc. Dương thì nó ở bộ ấy mà. Đấy, hôm nay chị Minh cáo. Ui giời ơi, rét quá các bác ơi, cái mã này thì form hơi nhỏ nhá. Set 3 năm à? Đúng rồi. Mặc áo này làm với mấy hàng lắm. Có đâu đâu, có gì không? Nói nhất là rồi.
Xếp này các bác trong Tết này em đem rồi cho các bác rồi đây này. Còn ít thôi, em xả cho nhà mình nhá. Nhà mặc hơi size M hơi chật đấy. Mã này nhà mặc hơi chật đấy cho nên chúng ta đừng dựa theo nhà. Và cái mã này thì em nhận đơn như thế này này. Eo từ 66 đến 71. Nên chúng ta chốt được size M. Ví dụ em đây là các bác S là lấy M nhá. Comment M thì mới nhận được đơn, còn nếu mà comment S là chúng em không nhận bởi vì trên mã sản phẩm nó là M. Các bác S thì mình mới, chốt thành M cho em nhá. Mình mới biết đến nhà Trần thôi, nhưng hàng thì thôi khỏi phải chê. Không mua là tiếc. Lê Vũ. Cảm ơn chị Lê Vũ. Rồi. Eo từ 66 đến 71 chúng ta lấy size M của mã này set 35. Eo từ 72 đến 75 chúng ta lấy size L. Eo từ 76 đến 79 chúng ta lấy size XL. Chú ý hộ em cái mã cái set 35 này nhá. Chỗ này viền né này các chị này, viền né này. Vâng ạ, đơn hôm 10 em chưa gọi hết ạ. Đó, nó như này em nhàn mặc căng sát bén hết vào người, chật hết vào người. Mã này chúng ta lên set là set 35 cho em bán tặng nhà mình nhá. Cái này lúc trước mình bán bao nhiêu nhỉ Sinh ơi? Bán bao nhiêu nhỉ? 239 hay 245? Đâu, 205 mấy chứ? Hay 204 mấy chứ? 259 thì sao ấy? 289 á. 289 á. Rồi. Trước này em bán 289k một set. Bây giờ thì còn sót một chút xíu. Bạn ấy chưa xả cho em đâu, nhưng mà mồm bạn ấy bảo em là lúc đó em thôi không bán nữa. Em bảo Tết rồi không bán nữa đâu. Bạn bảo thôi chị cứ mang về chị bán hộ em đi, xong em xả cho chị. Em xả bờ lỗ đi cho chị. Bạn bảo em thế. Thế nhưng mà hóa đơn thì bạn vẫn tính như bình thường. Em mới bảo sao không thấy, bảo xả bớt cho chị mà không thấy xả bảo thì chị cứ bán đi cho em. Xong thì chị còn bao nhiêu thì chị em mình tính toán. Thế là thôi, em vẫn chuyển khoản đủ. Chưa được xả tí nào nhưng thôi em tự động em xả. Em tự động em xả. Rồi, đúng rồi 289 rồi. 289k một set thì bây giờ em bán tặng cho nhà mình 245.000 một set nhá. 245.000 một set nhá. Chị nào đấy thì comment cho em set 35 vàng. Kèm size, kèm vàng này vàng mơ nhá. Có vàng nhạt đi, vàng nhạt và vàng bò đi. Comment thế cho em nhá. Set 35 vàng nhạt, set 35 vàng bò, set 35 đỏ. Đỏ thì chú ý hộ em này anh Trung ơi. Còn đang in các mã kia mà chưa xong đây, chú ý thì không biết bao nhiêu. Bán bao nhiêu đây? 200 bao nhiêu đây? 20. Cái này nó lung tung quá cơ. Bán khó thật sự luôn, nó còn nó lung tung. Màu vàng mơ em đang mặc á là còn đủ size MLX. Tuy nhiên form nhỏ chú ý của em. Eo 66 đến 71 chúng ta lấy size M, eo 72 đến 75 chúng ta lấy size L và eo từ 76 đến 79 chúng ta lấy size XL nhá. Eo trên rốn 6 phân. Màu rơi cô xin thơ cô. Màu đỏ em còn 3 bộ. Đỏ em còn M và XL. Tuy nhiên size XL chỉ còn 2 bộ, size M còn 5 bộ. Màu đỏ không có size L chú ý hộ em cho nên mình đừng mất công mà comment. Ghi ra để cho Trung nhận này. Màu đỏ còn 5 bộ M, 2 bộ XL. Màu vàng nhạt đang đủ size MLXL. Màu xanh này thì em do cho các chị.
xanh còn mỗi ML thôi, mỗi bộ mỗi size, mỗi một size chỉ còn độ 3 bộ. Mỗi size còn 3 bộ. Màu xanh M và L. Màu đỏ nhớ hộ em không có size L nhá. Có 2 5 bộ M, 2 bộ XL. Màu đỏ nào, vàng bò nào. Vàng bò. Vàng bò hình như không có X. Xin chạy sang nhỏ cho cô xem vàng bò có size gì nào. Xong thì ghi, em luôn sang ghi luôn. Vàng bò hồng. Vàng bò này, hồng này. Xanh này em dở xanh ra cho các chế nhìn nhá. Em dở màu xanh cho các chế nhìn. Xanh đây. Ừ. Hả? Lợi ích rồi. Có mờ chứ, có mờ chứ. Mờ. Vàng bò đủ size, mờ lợi ích, mỗi size có... Mỗi size có khoảng 4 bộ. Mỗi size vàng bò ấy, màu xanh thì chỉ có 2 bộ M và 2 bộ L thôi nhá. 2 bộ M, 2 bộ L, màu xanh có 2 bộ M, 2 bộ L nhà mình nhá. Đó, màu xanh là 2 bộ M, 2 bộ L này. Màu vàng bò này. MLX mỗi size có khoảng 4 bộ này. Mỗi size có khoảng 4 bộ này, D vàng bò này. Nhà đang mặc thì gọi là màu vàng nhạt. Đủ size MLXL. MLXL này màu hồng có thế nào hả xinh? Hả? Màu đen. Đen có M và L. Có 2 bộ L thôi. 2 bộ L. M có khoảng 5 bộ. 1 bộ X ở đen á. Đen là có 1 bộ X này. 2 bộ L này. 2 bộ L này. 5 bộ size M này. Màu đen. Màu đen. Màu đen nhá. Đen á. Đen có khoảng 5 bộ M, 2 bộ L, 1 bộ X. Màu đen. Màu em mặc một màu thôi, em không mặc các màu nữa đâu. Màu hồng. Hồng chỉ còn XL và một bộ trên tay nhà là size M. Là hết. Màu hồng của nó cũng đẹp. Em mới mua 400k luôn, hồng võ. Hồng võ mới mua 400k, đầm dập ly của em vừa bán cho các chị 189 ấy. Hồng võ bảo em vừa mới mua 400k xong ấy. Các chị ạ, đấy đang trên livestream ấy, bạn ấy vừa comment chồng em vừa đọc á. Cảm ơn chị Hải Nghiệp. Rồi, chế nào lấy thì màu hồng thì comment cho em là set 35 hồng này, còn M này một bộ này, XL còn mấy bộ? Còn 5 bộ. 5 bộ XL. Nhưng mà nó chỉ tương đương với L thôi, nó vào tầm eo 76 79 nó chỉ tương đương với L thôi. Chú ý hộ em nhá. Chú ý hộ em cái số đôi eo để mình đặt hàng nhá. Cái này em chỉ nhận lời eo 79 trở lại này. Cái size M là các bạn sẽ S đặt được cái mã này này nhá. Chú ý hộ em nó tương đương với ML X, như nó chỉ tương đương với S ML thôi. Màu hồng là còn 1 bộ M, 5 bộ X. Màu xanh còn 2 bộ M, 2 bộ L. Vàng bò còn vàng bò còn mỗi size còn khoảng 4 bộ. Màu vàng em đang mặc thì mỗi size còn khoảng 6 bộ. Và nhà đang mặc mỗi size còn 6 bộ. Đỏ thì còn 2 bộ X, 5 bộ M. 2 bộ X, 5 bộ M. Đen thì cũng khoảng độ 5 bộ size M và 2 bộ size L, 1 bộ size X. Đó, vàng bò đây. Đấy, thế là đủ các màu rồi nhá. Xanh này. Đấy. 35 màu vàng bò đây. Set 35 màu vàng nhạt đây. Vàng nhạt nhà đang mặc. Màu vàng bò đây. Và set 35 màu xanh đây. Màu xanh nhá. Có 2M, 2L. Rồi. Em dùng mẫu, em qua mẫu của set 35. Cái này thì đẹp, em bán 189. Bây giờ còn mấy set nữa, còn ít đấy. Thì xả cho các chị là 245. Trước này em bán 289, giờ em bán cho các chị là 245 cả một set như thế này. Cái áo này chúng ta có thể mặc với rất là nhiều thứ khác nhau, ví dụ váy sắt nách nào đó, hay là với một cái chân váy bất kể, một cái chân váy bất kể ở trong chúng ta mặc cái áo dây và một cái chân váy phối chân váy hay là gì đó, chúng ta phối được rất là nhiều kiểu. Đây là một cái set như thế này, em thấy nó rất là lời. Các chị mua hơn 200.000 nhưng mà rất là lời, được cả một mao, một cái dạng áo vét khỉ với một cái váy lời lắm. Mà chúng ta về chúng ta sẽ rất là nhiều cách phối khác nhau, tạo cho mình nhiều phong cách mặc khác nhau, thay đổi sắc thái của con người mình, làm mới mẻ con người mình. Các chị nhá, ai lấy thì comment cho em set 35, kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Nó chỉ còn một chút xíu thôi, nên là chúng ta phải nhanh tay, không chúng ta không có đơn hàng. Bác nào đặt được rồi thì không buồn, bởi vì bây giờ là em còn ít, em bán tặng thôi.
bác nào mà chưa có thì nhanh tay, không là không có đâu. Đấy, sau này là kể cả mua đất thì em cũng không có nữa, bởi vì em không làm nữa thì sẽ không có nữa. Các chế nhá, bỏ bao nhiêu tiền ra nhà cũng thôi, chịu. Không cắt được một bộ, hai bộ đâu nhá. Ai lấy thì comment nhanh tay cho em là set 35 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Bây giờ em còn cái set này như thế nào xinh không? Biết không? Độ. Em 102. Áo của mình đâu rồi? Xinh không? Áo của cô. Cái váy dập ly em thấy nó đẹp lắm đấy nhà mình nhá. Em bán tặng các chế để không các chế nhớ nhà là chính thôi. Lời lãi không tính nữa mà chỉ bán để các chế mà lại cái tình cảm, được cái tình cảm. Không các chế cứ nhớ đấy, đồ mua nhà nhà có chừng này tiền này. Mà đi đến đâu có người khen này, thế mày là em sướng rồi. Mua có trăm mấy mươi nghìn một cái váy mà đi đến đâu cũng có người hỏi thăm. Váy đẹp thế, mua bao nhiêu tiền, mua hộ tớ với. Thế là em khoái mỗi thế thôi, không cần gì nhiều. Đấy, xong rồi đấy, mua nhà nhàn đấy. Mua nhà nhàn trần đấy. Màu nâu kia chưa có mẫu ở đây rồi. Bỏ một con màu nâu lên. Sau này cứ hỏi em là đi đâu mặc cái váy nhà em, xong lại cứ có người hỏi thăm là lúc mua bao nhiêu tiền thế, rồi cái váy đẹp thế, váy đẹp thế mua được bao nhiêu tiền thế, mua ở đâu thế. Em khoái thế thôi, không khoái gì nhiều. Nếu như anh trai đằng sau mà có bán cho chị áo đấy nhà em bán mọi khi rồi, bây giờ hết rồi, màu này thì hết rồi, em có giống như thế này nhưng màu khác thôi. Chờ em chút xíu em lên cho, tí nữa em lên hàng đông mà, em xả rẻ đi mà. Em xả vừa bán vừa tặng các chế đó. Nhá. Xem này em còn chút xíu em cũng xả tặng lốt này, còn xíu thôi, không đáng kể đâu. Màu xanh em đang mặc thì đủ size ML X. Mỗi ghi ra cho chú biết để chú chốt, không chú lại thì in một đống giấy ra khổ. Phí giấy. Chưa. Bây giờ mình đến D655. Nói tay. Rồi, đẹp không nhà mình? Em cũng sẽ tặng cho gọn nhá. Nào cho cô cái dây của nó. Đây cái này nó đi kèm một dây nhá, kèm dây nhá. Chúng ta có thể dùng dây, có thể không dùng dây lơ. Dùng dây thì nó đồng bộ và nhìn nó trẻ hơn. Nhưng mà ví dụ các chị lớn các chị không thích thì các chị có thể bỏ. Đó. Có thể bỏ dây lơ đi. Nó đồng kiểu cách của nó là như thế này. Set 102. Set 102 trước là bán bao nhiêu tiền xin? Nhỏ mộ cô ấy. 269k. Bây giờ bán tặng thôi. Còn chút xíu bán tặng thôi. Hả? Đây này, cả đống đây này. Rồi, nó như thế đó. Nhìn nhàng cho nó nhanh. Ok. Đây. Đây đây. Chỗ máy là máy may này. Sáng cái đấy vào cho cô nhé. Đúng rồi. Set 102 bên này này. Nó là một chân váy rời và một cái áo khí giả. Chất vải của nó là kaki lụa. Em đó, có màu màu em đang mặc là xanh lam. Có màu vàng bò. Vàng bò còn xanh gì? Vàng bò mà là vàng bò có mà. Vàng bò 3 bộ mà, bây giờ 4 bộ mà. Thôi em không mặc. Nhưng chế như hình dung là mặc lên nó đều đẹp, đều màu nào nó có cái đẹp riêng của nó. Nhưng mà nhiều chế cứ bảo mặc vào nhưng mà tại vì nó có ít quá, thôi không mặc nhá. Nhưng mà đây, màu vàng bò thì em còn 4 bộ size M. Này, em hộp tặng rồi đấy, chế nhìn nhá. Vàng bò thì còn 4 bộ size M, màu cà phê. Một bộ size M, một bộ size L là hết.
bộ em đang mặc thì đủ size, một LX, tuy nhiên mỗi size chỉ có 3 hay 4 bộ thôi. Em nhìn thấy đây là một bộ em mặc trên người và 3 bộ size M, 2 bộ size L và 3 bộ size X thôi, có thế không? Rồi, chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là gửi tới bộ nhìn nhàng quá. Set 102 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Hàng shop càng ngày càng đẹp và xịn. Nguyễn Thị Huyền. Cảm ơn Nguyễn Thị Huyền nha. Rồi, màu cà phê nhá, cà phê em còn M. Còn mỗi M, hai bộ M, hai bộ L. Và M thì em còn 4 bộ size M. Còn xanh lam nhà đang mặc thì M, L, X, mỗi size còn 3 4 bộ gì đó. Chị nào lấy thì comment nhanh tay cho em set 102 em xả tặng cho nhà mình. Còn set này là 269k. Thì bây giờ em bán tặng cho nhà mình là 235.000 cả set. 235.000 cả set. Chế nào lấy nên đơn nhanh tay nhá. Cũng chất vải các cái lụa nuột lá nắp mặc cái này thì nó không nhăn nhiều này, không sổ lông sổ lá gì này, chất vải thì mềm mịn này. Lần đầu may em mua không này. Thất vọng tí nào. Nguyễn Gia Bảo. Nguyễn Gia Bảo mới mua lần đầu đúng không? Cảm ơn Nguyễn Gia Bảo rất là nhiều. Em cũng được cái phản hồi rất là nhiều của khách là lần đầu mua hàng của shop mà hàng đẹp ưng cái bụng lắm. Thế có nhiều chị thì comment thế trên tường, có chị thì comment mua hàng lần đầu của shop hàng đẹp hơn mình tưởng, hàng đẹp hơn được mình tưởng. Đấy, em rất là thích, nhưng mà em công nhận là em lời đang feedback. Giờ này được các chị comment như thế, được động viên như thế thì mới thực sự là đối với em đấy là một cái quý giá nhất mà em nhận được. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Những cái câu như thế làm cho em cảm thấy nó hạnh phúc hơn rất là nhiều. Và làm em làm nghề mà được các chị ưng ý là cái đấy là cái vốn quý mà em kỳ vọng nhất, và em hy vọng mà mình làm được điều đó là điều thành công lớn nhất của em. Rồi các chế ơi, các chế ưng thì các chế giới thiệu thêm bạn bè anh chị em ủng hộ shop nhé. Em bán được càng đông thì em sẽ càng cố gắng phục vụ chúng ta giá rẻ hơn nữa nhé, là nhà mình nhé. Mà mình ví dụ như là mình giới thiệu hộ em ấy thì nghĩa là mình giúp đỡ em ấy, mình giúp đỡ được em ấy thì mình sẽ giúp đỡ được mọi người, mình sẽ giúp đỡ được thêm những người khác, và mình không phải mất gì mà mình lại giúp được người khác, là mình tạo phúc đó. Hộ em ấy nhá, em cảm ơn cả nhà. Nhà đang mặc trên người là set 102 màu vàng bò, mặc trên người là xanh lam, tay nhà đang cầm là màu vàng bò, và bên này nữa là màu cà phê. Em cà phê em còn 2 bộ M, 2 bộ L vàng bò, em còn 4 bộ M và màu xanh lam. Nhà đang mặc thì đủ size M, L, XL, em xả cho các mình là thôi 225.000. Đấy, được cô khen cái bán tụt luôn nữa. Xin ơi xin ghi lại cho cô mã này. 225.000. Lại dây 225.000. Được cô khen bán tụt giá. Comment nhanh tay cho em với ha, set 102 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại. Set 35 à? Đấy, set 35 anh nhìn vào đấy. Đây là set 102, ghi cái set 102 số lượng ra cho chú. 5 màu cơ. Nhưng mà mỗi màu có một tí. Đấy, cái này chúng ta hoàn toàn có thể mặc rời áo, mặc rời áo, mặc rời chân váy. Mùa hè chúng ta mặc chân váy này với một cái áo sơ mi. Một cái áo sơ mi là ok đúng không? Một cái chân váy này với một cái áo sơ mi là tạo phong cách cho mình đi chơi những thứ là rất là trẻ. Còn mùa này chúng ta mặc set như thế này, chúng ta mặc set như này, cái áo này chúng ta hoàn toàn có thể phối với quần công sở. Áo như thế này phối với quần công sở chứ không nhất thiết phải set của nó, đúng không? À, em thấy mua set thì công nhận là lời rẻ. Bác nào lấy thì comment nhanh tay cho em nhé, set 102. Bây giờ em lên sơ mi về chân váy cho các sếp xong thì là chúng ta chuyển sang đồ đông nhé, em bán tặng nhé. Bây giờ là áo sơ mi chân
váy bán tặng đây 99k, áo sơ mi bán tặng 99k đây các bác chờ em, toàn hàng xịn. Còn một set nữa các bác ơi. Set này nữa em lên nốt cái set này thôi, chúng ta sang sơ mi nhá. Trời ơi đẹp đây. Nọ em nhìn thấy bạn ấy mặc cũng đẹp lắm. Em chưa mặc cái mã này. Vàng mơ là vàng nhạt à? Ừ, vàng mơ là vàng nhạt. Đỏ có hai chứ? Thế thì hai. Hay là hai con L. Cháu thì bị chê, đéo ai chê. Không cho chê nữa sao? Dây mơ đấy. Chất này à, của áo này thì áo này không phải 99k đâu, áo sau 99k nhà mình nhất. Áo này không phải 99k đâu. Đây. Áo sau thì 99k, chân váy này 99k nhá. Chân váy trơn. Chất vải kaki lụa. Ví dụ em C25 để lấy chân váy, áo thì thế này. Vải tơ nhé, áo vải tơ, chân váy thì chất kaki lụa, áo thì em bán cho các che sếp là vừa bán vừa tặng, giá niêm yết của áo là 399k, chất tơ đấy ạ, màu sắc nhiều màu đấy, ba màu, em sẽ cho gọi nó là màu vàng này, màu nu này, màu hồng, ba màu nhá, nhà đang mặc trên người là màu vàng nhá, đó. Rồi, xong. Cái này chúng ta mặc với chân váy dập ly cũng được nhá. Đây là nhàn muốn bán tặng các chế cái chân mã chân váy này nên nhàn mặc chân váy này. Các mặc với chân váy về dập ly cũng đẹp lắm. Cái cổ bèo nhẹ nhàng như thế này. Đấy, cổ bèo nhẹ nhàng như thế, dây lơ. Rút hơi quá. Đó. Chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là C5 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại. Em có một đen và một cà phê. Cà phê đâu nhỉ? Cô nôi ra đây rồi đây. Màu đen và một cà phê. Đơn giản. Không có gì cầu kỳ nhưng mà chất vải đẹp, may nét. Thế thôi, đơn giản nhất chứ có thể. Tay áo, áo thì là chất tơ. Áo vải chất tơ. Comment cho em là A66 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại MLXL, chân váy cũng MLXL. Không có S không nhỉ? Nhòm lại cho cô xem có S không. Chân váy thì chắc chắn nó có MLX rồi, em xem có S không. Ghi hộ em là CV5, em bán tặng các sếp 99k. Áo thì là 119k. Áo 119k, chất tơ. Áo 119k, ghi hộ em là A66, 119.000. Chân váy thì CV5 99.000, chất kaki lụa đẹp lắm, trơn đơn giản nhưng mà may nét và kiểu dáng ôm rất là đẹp, bút chì dáng chân bút chì mà vải đẹp, may nét căng, đơn giản nhưng mà sang, dễ mặc đúng không.
Đó, màu cà phê với lại màu đen. Như của em là CV5 màu cà phê, CV5 màu đen kèm size và kèm số điện thoại cho em. MLXL, áo cũng MLXL. CV thì là 99K. Ví dụ em CV5 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Áo thì là A66, 119.000. 119.000 một áo. Bác nào lấy nên đơn nhanh tay cho em nhé. Cổ bèo, nhẹ nhàng như này. Và xếp kín cổ. Em có màu nữa đây. Em mặc mà. Hay thôi, không mặc nhé. Giờ thì nhá. Em sẽ buộc cái này vào cho cô. Thế 35 có hồng đâu mà người ta có mềm không? Có hồng anh ơi. Hồng có M, M, một bộ M và mấy bộ X. Đó. Màu nu đây, đây là màu nu nhá. Nhà nó là màu vàng. Hồng X là mấy M? Vâng. Một bộ M, 5 bộ X. Đây là màu nu. Trên người nhà nó mặc màu vàng và đây nữa là màu hồng. Nó xanh nhỉ? Cổ bèo. Tay dài, chất vải tơ. Chất vải tơ, vải đắt đó. Đắt đó. Hồng nhá. Hồng này. Màu nu này. Màu nu này và màu nhà nó mặc là vàng này. Comment cho em là A66 bán rẻ. Rẻ ơi là rẻ, chất xịn sò lắm mà bán có 119k này, may thì nét. Chế nào lấy comment nhanh tay cho em là A66 này, nu này, A66 hồng này và A66 vàng kèm size, kèm số điện thoại cho em. Đẹp đó, không phải lo lắng gì cả. Chế nào lấy nhanh tay nhá. Chân váy này em thử cái áo màu hồng với cái chân váy màu cà phê xem sao, xong mình ra sang mặc áo khác nhé. Tí nữa em lên cho nhà mình áo đồ đông xả. Em có áo len này, áo len xả này, các bài bom của em. Ý này mấy bà hôm Tết không đi đưa đơn được. Ừ, không có hết đâu. Vai nó cũng xếp bèo ở vai đấy các chị, xếp bèo giống cổ ấy, ở trên vai ấy. Áo thì chất tơ, không mỏng đâu nhá. Dơ nên nhìn thì mỏng nhưng mà mặc vào không lộ một cái gì, không có gì cả. Nó đúng cái tông da cho nên là không lộ. Đó là một cái cổ. Đâu đâu. Đau đầu. Mình đang nhòm xuống xem gì lờ đâu không có thấy. Mình bảo đất chui đi đâu mà đang đi thế. Cà phê và áo A66 màu nu. Chắc là bạn không nghĩ về đây đi. Em đó. Vai nó cũng có xếp bèo nhá, nhà mình nhá. Vai nó xếp bèo, cổ xếp bèo như thế này. Mình buộc dây lon lại cho em. Cái áo nó rất là nhẹ nhàng, đơn giản mà sang, trẻ trung. Đó. Xem nào lấy thì comment nhanh tay cho em nào. Đấy, mặc lên cái gì chả đẹp đúng không? Dơ thì bình thường thôi nhưng mà mặc lên đẹp lắm. Không hở đâu các chị. Không hở nhá. Không hở nhá, không hở một tí nào luôn đấy. Bắt nó hở là không hở cho. Bà nào thích sexy còn không mặc, thích mặc sexy là còn không mặc được mã này. Mỏng mát. Chất đẹp lắm nhưng mà lại không hở. Nhá. Bà nào mà thích sexy ấy là phải mặc cái đồ von mỏng cơ, von trong cơ. Còn hàng của hàng tơ này thì nó không trong cho nên nó không hở. Chế nào đấy thì comment nhanh tay cho em là
A66 hồng, A66 nu, A66 vàng, kèm size, kèm số điện thoại. CV thì CV5, CV5 cà phê, CV5 đen, kèm size và kèm số điện thoại. CV em bán 99k một chân váy thôi, vừa bán vừa tặng các chị áo thì 119.000. Chị các chị nhá. Thế nào cả một set như thế này chúng ta chỉ có hơn 200.000 được một set rất là lịch sự. Đi công sở. Cả một set này chúng ta đi công sở nhìn chúng ta lúc nào cũng lịch sự này. Trẻ trung này. Sang chảnh này. Mà không tốn tiền. Cả tốn gì cả, hơn 200.000. Vừa chứ hơn hay nhà em ăn hai bữa sáng này hết chỗ này, hết cả cái set quần áo này. Hai bữa sáng. Tốn thật. Nói đến đi à, nói đến ăn uống là em thấy tốn thật. Còn mà mặc bây giờ thì quá rẻ. Không làm gì mà mình phải uế sủi cả, mình cứ phải đẹp lên thôi bởi vì rất rẻ, rất rẻ, rất rẻ. Em có nhá, áo phao của anh là 75 cân là có nhá. Đúng rồi, áo phao như màu của anh Trung thì không còn nữa. Màu của Trung thì em thì không còn tí. Em nên cho bây giờ đây, sắp sửa rồi. Bây giờ em nên một mã áo nữa, một mã chân váy nữa. Xong thì chúng ta sang áo phao luôn nhá. Size của Trung nhà em thì không còn ở đâu, còn toàn size to thôi. Em cho lại màu nhá. Đó. Lúc nãy lúc đầu nhàn mặc màu vàng này. Màu lu này là nhàn chưa mặc này. Màu lu này chưa mặc này. Còn màu hồng bây giờ đang mặc đó thì rẻ thôi. Nhưng mà lúc giờ thì em thấy màu hồng không kết màu hồng lắm. Mà đến giờ khi mặc vào này em thấy màu hồng lại đẹp đây này. Các bác này. Màu hồng lại đẹp. Đấy. Lúc dình bình thường em nhìn cái áo ấy, chưa mặc vào thì em thấy em đang kết màu nu. Thề luôn. Đó là cái tính cách của em. Em đang kết màu nu. Thế nhưng mà xỏ vào người thì bây giờ em lại thấy màu hồng rất là đẹp. Cho nên là không phải lo, chung quy là màu lạc cũng đẹp. A66 vàng, A66 lu và A66 hồng, 119k một áo bằng chất tơ. CV là CV5. Trao vào đấy cho cô mới... À thôi, đây cất bên này. Thôi, em lên một mã áo nữa xong chúng ta chuyển. Cô định lên cái áo đỏ đỏ. Đó nào? Nối cúc á. Thôi thế thôi, nên ít thế thôi. Rồi bây giờ chuẩn bị xả đồ đông nhá, nhờ các mình nhá. Kiếm cho cô cái CV dập ly ra đây. Thì cô mặc một đen. Một đen, lấy cả một cà phê không? Gọi đi. Lấy cho chuyên lại được. Em lấy máy thôi để gọi cho cái hàng xem là nó làm xong cái dập ly màu lâu chưa, một cà phê chưa để còn giới thiệu luôn. Biết rồi. Không cởi được rồi. Đâu? Tay lỗ, là tay giả. Đây, váy này bằng chất lụa Hàn Châu. À quên, lụa lộ tay thi. Bây giờ đi để diễn thị cho bằng giờ đấy. Rét quá. Chuẩn bị xả đồ rét đây. Có xem rồi. Đó là lượt gì đâu. Trong túi bỏ ra đấy. Úi dồi ôi, rét quá. Đấy. Áo này bán tặng nhá, nhà mình nhá. Tặng đấy, chuẩn bị comment. Áo này bằng chất lụa tê thi đẹp lắm luôn. Em nghĩ là các bác có rồi ấy nhỉ. Nhiều bác có rồi chứ, đúng không? Em bán rồi mà. Em giả, bạn may cho bạn may cho bạn Hà. Mà bạn Hà bạn không chịu mà like, bạn không. Bạn em bảo có ít, bạn không thèm like. Lại đưa lại cho nhà bán xong rồi, nhà bán hết mã của nhà rồi. Lại đưa lại cho nhà. Rồi. Chị nào lấy comment nhanh tay cho em là A gì đấy ở xin có biết không? A39. A39 nhưng bây giờ giá nó khác rồi. Đặt mã khác luôn đi nhá. Thay số tiền đi nhá. 245, xếp 35. Rồi. Chân váy vẫn là CV 5 99k.
áo là A39, chất lụa TT. Phối như thế này nhẹ nhàng đơn giản nhưng mà rất đẹp. Đó. Em có mấy con màu da, còn đâu là màu đỏ là chính. Thì bán tặng các mình thôi. Chú ý chia sẻ livestream em mới bán, không chia sẻ không bán. 99.000 áo. Thế mới cả nhà là vải cực kỳ đẹp. Xịn xò lắm. Xịn xò lắm. Mà giá thì đúng là tặng nhau 99k. 99.000. Comment cho em nào. A39 kèm size kèm số điện thoại. Sang lắm, vải sang lắm, vải sang lắm, vải lụa TT vải sang lắm. A39 kèm size kèm số điện thoại, có mấy con màu lu, còn đâu thì chủ yếu là màu đỏ. Bán tặng nhau 99k, chân váy CV5 99k. Chị CV5 thì lúc đấy em có mặc màu cà phê. Q56 vẫn còn nha các chị nha. Q56 các chị cứ đặt, em vẫn cứ còn, vẫn phục vụ, vẫn về sang mà vẫn bù mà cái hàng đó chúng ta phải mặc vào. Quần thì phải mặc quanh 5 ngày tháng rồi mà cái quần đấy nó xuất sắc rồi. Mặc quần đấy khỏi muốn mặc quần khác luôn. Cho nên là em vẫn về là mà em bán từ tháng 7 năm ngoái đến giờ sang đến tháng 2 rồi chuẩn bị sắp đổ đủ 1 năm nơi. Nhằng phát đến 5 nơi. Rồi, CV5 MLX áo A39 MLX 99k một áo, 99k một chân váy. Nhanh tay. Hết là không có đâu, đây là bán tặng nhau. Bán tặng nhau đấy, ngon bổ rẻ là đây chứ đâu. Xịn lắm. Xịn lắm mà rẻ dã man luôn, 99k một áo. Nhanh tay nhá. Đủ size. Xịn lắm, vải xịn, may đẹp, kiểu cách này như là dân mặc như là tiếp viên. kiểu cách ấy. Bây giờ em sẽ phối nó với chân dập ly nữa, các chế nhìn xem có đẹp không nhá. Rồi chúng ta lấy thêm dập ly đi, dập ly em mới may thêm mới về bù đó. Em bán chả đến hàng vạn cái chân váy dập ly rồi. Nhưng mà không có nó thì gọi là thua thiệt thiên hạ. Mặc cái chân váy dập ly bình thường thì nó đã trẻ rồi, lại còn tôn dáng, mặc lên nhìn nó đẹp lắm. Rồi em thử với chân váy dập ly xem nhá. Xong bây giờ chúng ta chuyển sang đồ đông bây giờ đây này. Nào, để gọi cho cái hàng xem là nó xong với CV được đi lâu chưa. Để lên, nếu mà chưa xong thì chưa lên. Mình cứ đợi đơn nhau được không? Cái này á, màu trắng mặc hay lắm. Dày này chứ này. Cái dây này thì nó chiều cao rất là vừa má, khó đi đâu. Hàng hiệu. Ui dồi, đùa chứ, mặc với sơ rồi dập ly nó vẫn cứ đẹp cơ. Nó đẹp thực sự cơ. Làm sao mà em lại phê nó thế chứ. Đúng không các chị? Mặc với chân dập ly này đẹp không? Màu đỏ thôi, màu da có mấy con đây này. Chỗ nào đây? Đây đây. Có mấy con? Vừa dơ chưa? Cô không dơ, cô chỉ nói là có màu hư thôi. Đúng màu da là thôi, quan trọng. Dơ thì chỉ có đỏ mấy con. Rồi. Comment cho em là áo là A39 CV dập ly nhá. Lúc nãy em mặc CV bút chì ấy là CV5. Bây giờ để các chị lấy là CV dập ly nhá. CV dập ly hôm vừa rồi các chị đặt cũng nhiều lắm, em vẫn chưa gọi đâu. Chưa gọi đâu, nhưng mà bác nào đặt hôm trước rồi đừng đặt nữa. Bởi vì nhà em sẽ phải in giấy 2 lần, nó phí lắm, nó lãng phí, không cần thiết. Hôm trước đặt rồi mình hôm nay không cần comment, bởi vì em sẽ vẫn đang gọi đơn cũ, chưa gọi sang đơn mới đâu. Thì hôm ai chưa đặt thì mình đặt thôi. Cái CV dập ly này thì em được khách feedback thì khen đứng khen ngồi, khen không thôi được lắm. Khen kinh khủng, khen thôi. Đấy, mông cứ cong vút lên. Cái thiết kế tạo dáng của nó thì đẹp vô cùng rồi. Thế mà bán được vô cùng nhiều. Có những chị cứ là này nhằn mặt, cứ đăng cả trên comment, cả trên bài đăng của em này, nhằn làm thêm màu trắng đi. Trước thì nhà đề nghị nhằn làm màu nâu, thì nhằn đã làm màu nâu rồi. Bây giờ lại nhằn làm thêm màu trắng đi nữa là mãn nguyện đấy. Có chị nói thế đấy. Nhằn làm thêm màu CV dập ly này, nhằn làm thêm màu trắng nữa đi là mãn nguyện rồi. Nó quá đẹp. Chị nào chưa có thì lấy đi nhá. Mà theo em ấy thì cứ phải sở hữu đấy hai đứa thì nghe nó quá đáng, nhưng mà nếu mà có màu thì mình cứ chọn thêm cả màu. Chưa, đây để em gọi xem là nó xong cái màu nâu chưa, thì để em giới thiệu màu nâu, mà nó chưa xong thì em không giới thiệu.
Giống như chú Nguyễn Thị Huyền nhé. Giờ này con bé đang ngủ thôi chứ này. Kệ. Bố tao cũng gọi. Các chị ơi, chờ em một chút xíu để em lên cho mình đồ đông bây giờ nhá. Vừa bán vừa tặng nhau. Chờ em chút xíu. Chị hỏi cái chân với ấy dập đi nâu thế nào rồi? Mai dạ hả? Chắc không, chắc không. Chúng nọ đây đã bảo với chị là mai hoặc ngày kia. Lúc nào nó cũng mai. Mai có tôi xuống tôi thịt. Ừ, thế để chị giới thiệu cho khách nhá. Không. Con này nó thế mà nó cứ bảo mai mai xong thì chả thấy hàng đâu, không có lợ khách, khổ thân lắm. À, khổ thân mình thành người nói điêu ấy chị nhỉ. Mình không định nói điêu mà thành ra là mình bị ở giữa ấy, mình bị động ấy, thành ra mình là người nói điêu rồi. À, đấy ngắm đi, chốt cho em cái này ngon bổ rẻ đây này. Chân váy thì nó tốn vải, các chị thông cảm. Từ đầu đến giờ đầu em bán vào 175, hôm vừa rồi em bán tặng các chị là 169. 169 ấy. Thì bây giờ hôm vừa rồi ai chốt được rồi thì có rồi nhá. Nó có trong cái đơn in ra rồi 169, hôm nay nó lại về 175 nhá các bác nhá. Nhá. Hôm nay ai đặt trong live stream này hôm trước mà chưa được đặt ấy, hôm đấy là phải có điều kiện rồi của hôm đấy rồi, thì chúng ta sẽ mua được cái giá của hôm đấy. Còn hôm nay là nó lại đúng về mo của nó, 175.000 một chân váy dập ly. Chị nào lấy thì comment nhanh tay cho em là xe V dập ly kèm size, kèm số điện thoại em có từ S cho đến XL. Em trước là có cả màu nâu, thế nhưng màu nâu thì đến ngày kia nó mới giả hàng nên là em không dám nhận lời các chị. Đây màu nâu đây, vừa bỏ trong túi ra đó, màu nâu như thế này. Rồi, nhưng mà thôi thì hôm nay thì em cứ ơi. Ừ. Ừ, okay. Có rồi đấy. Các chị cứ đặt đi. Nâu đây, thế bây giờ nhà mặc nâu vào cho nhá. Xem màu nâu có đẹp không, không là lượt gì đâu. Đây là một cái đường gập của thợ đấy. Đường gập của thợ nó như thế này. Nhà đang mặc trên người màu đen. Chất vải thì không bao giờ phải bàn, bởi vì em đã phải đặt cái chất vải mà xịn nhất rồi. Còn kiểu dáng thì các chế nhìn mãi rồi và em bán được vô cùng nhiều rồi. Có những chị mà phải cứ yêu cầu tha thiết này, Nhàn ơi cái chân dập ly này Nhàn làm thêm màu đi. Chính vì cái yêu cầu của các chế nên là nó mới có thêm màu này. Trước thì em chỉ làm mỗi màu đen. Các chế yêu cầu các chế là có thêm màu này thì em đã bán cũng rất nhiều màu này rồi. Và hôm vừa rồi thì em không dám giới thiệu tại vì em tưởng là không làm nữa. Thôi không làm nữa, làm mỗi màu đen. Cuối cùng là bạn ấy vừa bảo em là em vẫn làm cho chị, thế là thôi bây giờ em lại giới thiệu mới nhá. Có cả màu nâu nhá. Em nghĩ rằng cái này nếu mà các chế mặc với bất kể một cái gì cũng đẹp. Nếu các chế còn trẻ, các chế mặc với cái áo thật thụng ấy, thụng to luôn ấy, thụng to luôn. Màu kẻ màu sáng cho em, áo kẻ màu sáng cho em, thụng to luôn, áo thụng nhiều ấy. Màu sáng cho em, các chế sơ vin vào. Em nhìn tới rồi, em nhìn các bạn ấy mặc rồi, đẹp lắm. Các bạn đeo giày thể thao cũng rất đẹp, nghĩa là nó tạo nên một cái phong cách rất trẻ. Còn mình muốn cái phong cách nhã nhặn này, phong cách công sở nhã nhặn lịch sự ấy, thì mình mặc gọn gàng nhẹ nhàng, ví dụ mặc với bất kể một cái gì cũng được. Nhưng mà nếu mà mình muốn tạo một cái phong cách nó trẻ trung, kèm cho em một cái áo sơ mi dáng thụng nhá, kẻ màu sáng với đôi giày thể thao màu trắng nữa, đẹp cực kỳ luôn, trẻ lắm mà nhìn lịch sự lắm. Cái chân đượp đi này, các bạn ấy đến nhà em mua đồ này, các bạn mua xong rồi này, lần trước mua, lần sau lại đến mua đồ nhà em lúc em bán shop ấy. Để các bạn mặc đúng chân váy nhà em luôn và các bạn tạo một cái phong cách mặc như thế mà em phải thấy, em ngưỡng mộ luôn. Ui, hóa ra cái chân váy dập ly của nhà tôi mà phối như thế này nhìn đẹp thế. Em phải bảo bạn ấy như thế mà, đúng rồi, tất cả các bạn bảo quá đẹp luôn. Bạn ấy, tất cả các bạn ấy là đều lấy theo nhau để mặc giống nhau, đẹp cực kỳ. Nhá, bây giờ em thử màu này cho các chị nhìn xem nào. Có đẹp không nào? Có thiện gì ạ? Thiện hôm qua xin nghỉ, hôm nay chắc vẫn chưa đỡ. Tí nữa
gọi xem thế nào. Cô mẹ chị chả hỏi thăm thì cô em ốm. Vâng, con đều sữa thế. Không bị lời dày à, mai dám nụi. Không bị lời dày còn nghĩ là nỉ tiếc thì em. Thăm nhẹ nhẹ thôi, tôi chỉ là thăm nhẹ nhẹ thôi. Em thử màu nâu cho nhà mình ngắm nhé, màu nâu cũng đẹp lắm. Nâu hay cà phê đều được mà. Không đang nói sự ghê. Áo là A, mình là A. Tăng đá, tăng đá. Biến rồi. Rồi chúng ta chuẩn bị sang đồ đông nhá. Còn gì bán lấy bán tặng nhau đây này. Mới là mình vừa phải là ông cầm bắn đi này. Đây, chân váy đây, không là lượt gì trong túi bỏ ra đây. À, xong thì có thể lên nốt cái V12 này còn ít lên nốt. Ừ, đây, đây, áo phao đây. Công nhận với em là mặc cái gì cũng đẹp không? Đây, em phối với áo A88 nhà em đây. Mix với A88 này. Đẹp. Công nhận không? Dễ mặc. Cái này là chú không ít hết trong máy nó nhiều nhưng đánh dấu đó. Rồi, comment cho em là áo A88. Màu lâu cũng còn đủ size, màu này cũng còn đủ size, mỗi màu còn một ít, không đáng kể. A88 là giá hơi cao nhá, hơi chát tí nhá. 159k một áo. Chất vải cực đẹp, may cực kỹ, hàng xịn, may cực kỳ kỹ và giá thành của nó cao vì cái công may đấy các chị ạ. Nó cao vì công may vải xịn rồi. Cao so với nhà em thôi, còn không cao so với ngoài đâu. Ngoài thị trường thì cái áo này các chắn là các chị phải mua 270-280 là ít nhất. Nhà em bán thì 159k. Chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em, lấy cho cô một cái màu nâu. Nâu ở dưới kia nó vẫn còn. Nhà mình thì hết như dưới kia nó vẫn còn. Để dành cho Hà Thọ bán, nhưng Hà Thọ đang dỗi không bán thì thôi mình bán luôn. Đang dỗi vì đưa cho Nhàn bán. Dỗi vì đưa cho Nhàn bán. Muốn độc quyền. Nhưng mà nó làm nó lại đưa cho em. Đủ size MLXL. Màu nâu. Màu em đang mặc là màu đen. Nó này, cổ hai lớp này, các sếp nhìn hộ em này. Đó. May nét căng. Chất vải xịn, chất vải lụa Pháp. Cái này đang là biến đấy, ngon, đang là biến thì em để biến đấy. Chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là A88 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại. Cái họa tiết như cái họa tiết này này em đã kèm rất là kỹ, rất là sang. Rất là sang. Họa tiết này là răng sói mà nó hình chéo chéo, hình vuông vuông vuông, cái này thế. Màu họa tiết của nó rất đẹp. Thế nào lấy thì comment nhanh tay cho em nhé. Cái này đặc biệt, cái này này, cái màu lâu này này rất phù hợp với chân này, chân dập ly lâu này này. Mấy này quần Q56 màu cà phê, chân dập ly màu cà phê, em gọi cà phê, lúc gọi nâu, lúc gọi cà phê, nhưng mà Q56 màu cà phê, mấy này CV dập ly màu cà phê này cực kỳ hợp với cái áo này. Mặc cực kỳ hợp luôn, cực kỳ đẹp luôn ý. Các chị, nó thành tự nhiên mà nó thành một set ấy, nó tự nhiên mà nó thành một set ấy. Hay là các chế cứ yên tâm lấy, ví dụ như là thích màu đen trắng thì chúng ta mặc cái áo này với cái chân váy dập ly màu đen trắng, đen đấy của nhà mặc. Nếu mà thích tông lâu, mấy năm nay là hot lâu tông này mà. Năm ngoái, mấy năm nay là hot cái tông lạnh này mà. Kể cả parka, kể cả len, kể cả là cái gì cũng thấy có tông nâu này nhiều mà. Đó, thì ví dụ như là đấy, màu nâu này chúng ta đi kèm với đúng cái set này của nó là rất hợp. Đi set là hợp này. Hoặc là đi với quần Q56, nọ em mặc với nọ em like này, em mặc với quần Q56 màu nâu ấy, màu cà phê ấy, mặc đẹp lắm. Rồi,
Em giới thiệu cho các chế xong về các cái khoản à. Hôm nay em dừng lại áo sơ mi, cái thứ và váy vóc như thứ ở đây. Và em xin bây giờ là em chuyển sang hàng đông. Còn gì em xả và bán vừa tặng nhau nhé. Áo thì em có hai màu đấy. Chúng ta sẽ gọi là A88 nâu, A88 trắng, đen trắng. A88 đen trắng, A88 nâu đủ size M, L, XL. Em bán hết rồi ấy, nhưng mà cái chỗ của bạn Hà Thọ ấy, bạn ấy không, bạn đang dỗi nhau, đang dỗi vì mẫu này đã chụp cho Hà rồi mà lại đưa cho Nhàn bán ấy. Thế là bạn dỗi gì ấy, bạn Hằng bạn bảo thế thì chị bán luôn cho em đi. Thì thôi em lại giới thiệu tiếp thì các chị lấy đi, không phải lo. Em cứ tưởng là bạn Hà bạn bán trước em rồi, hóa ra là chưa. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ có giá là 159 cả áo này nhá. CV dập ly thì là 175.000 nhá. Hôm nay là giá này, hôm trước ai đặt được của hôm trước thì là cái giấy nó vẫn trong đó. Còn không phải comment lại nữa, chúng ta vẫn có đơn hàng mà nhà em đang gọi dần. Còn hôm nay ai đặt thì nó sẽ là 175.000 CV dập ly. CV dập ly mới 175 nhá. Không, cái giá của ngày ấy, của ngày live là ngày hôm trước ấy, là ngày mùng 10 thì giá của ngày mùng 10. Hôm nay trở đi lại là nó lại về giá cũ của nó, hôm đấy mình tri ân khách mà. Nhá. Rồi, bây giờ em lên đồ đông cho các chế này, các chế chờ em một chút xíu này. Gì á? 159. A08 hả? A08, 129. Để mặc chứ mặc nên mọi người để hỏi cô, để cô mặc ở quần năm nay mặc thích hơn ấy. Cái quần gấu mặc thích hơn kiếp có hai gái thôi á, cô mặc nhiều lúc cuối cùng mà mình biết nó thích mình lấy hai cái đấy, nhưng mà nó chỉ sáu bảy cái nó không được ngon chưa, nhiều mức độ không biết mình có những gì. Thôi, hôm nay cô mặc tạ xinh ạ. Cô mặc quần này nó chán. Thôi, em đúng xuống đi. Có vợ thì báo. Ra đỡ hộ được. Ba này khó đỡ lắm. Đây, đây. Cái gì báo được. Ba này có thể chịu. Q56 các chị cứ đặt nhá. Hàng em vẫn đang làm cho các chị. Q56 nó là một... một cái quần rất là hot. Đây lúc nào nhà em có hàng Q56. Cái mẫu mà ai cũng phải thích, ai cũng phải mê. Cho nên là làm mãi. Ui trời ơi, dê. Nào, áo len nào. Bắn tặng nhau nào. Tự nhiên các bà bom em làm em phải bắn nổ các bà ơi. Một số bà bom, một số bà thì không đi đơn được vì kho đích không nhận. Một số bà thì bom làm thì em phải bán lỗ. Bây giờ thì vẫn dép vỏ cụ ra chứ, nhưng mà tôi bán lỗ đi cho xong. Dép vỏ chả vỏ cụ thì gì, dép quá. Ta nói chứ ai nói. Ta cần gì ở đây lây mất cái phù với cô ta rồi đấy, là đông với cô ta đúng không? Cô dễ lây lắm, cô ở mấy các anh các chị trong miền Nam ấy. Ôi giời, chơi bọn hot girl, ta biến thành hot girl ngay. Em này hay bị nhiễm thiên hạ. Ở đây cái sở sở đây. Có bà đặt em cái áo len này. Bà đặt bà 50 tuổi rồi, bà đặt cái áo len này. Xong rồi bà bảo hôm Tết bà gọi cho em. Bà bảo cho chị giả. Sao chị mua hàng chị này nói câu sao cho chị giả. Ui chị mặc. Chị mặc buồn cười lắm. Sao lại buồn cười? Chị 50 tuổi rồi chị không hợp. Thế
thì còn cái chuyện để mua lại không biết là mình có hợp phù hợp cái kiểu đó hay không. Cứ thế là mua. Lắm buồn. Tự nhiên một cái tờ đấy. Rồi. Em rất thích cái họa tiết này. Cái kiểu ấy này, đấy. Còn khoảng 10 con. Đã tặng nhà mình đấy. Trước là mình bán bao nhiêu tiền nhỉ? 200 mấy nhỉ? Ừ. 219k, 275k gì đấy. Thôi bây giờ bán tặng nhau nhá. Bán lỗ. Kẻ dạ dưới tầng 1. 215. Để đâu thì để đâu bọn mày cảm thấy nó tiện thì để thôi. Có chỗ nào để thì để, thì phải gom đồ lại thì để vào. 215k hả? Giá 215k là chúng ta đã được giá sale rồi đấy. Tại vì bình thường cái nền này nó xuất buôn là 280, 260 cơ. Thì bây giờ em bán 215k là đã giá sale rồi. Bây giờ thì thôi, lúc đấy là em mua được sale, em bán sale các chị em có tí lãi. Bây giờ thì em bán lỗ nhé. 169k. Chị nào lấy thì comment cho em ạ. Len xanh kèm số điện thoại ai cũng mặc được, to nhỏ ai cũng mặc được. Có điều xác định trước nó là áo ấm cổ lọ, cho nên là bác nào mà cái cổ bự là một này, không thích cổ lọ là hai, tránh ra. Không lại cứ nhìn thấy đẹp đẹp, màu sắc đẹp, họa tiết đẹp rồi là cứ đặt bừa mà không chú ý đến cái cổ lọ. Cái cổ lọ rất là đẹp, rất là sang. Nhưng mà có những người mà không thích mặc cổ lọ, cảm giác nó không thích, cho nên là không thích vì cái cổ. Nhưng mà có những người thì lại chỉ săn nó vì, nhiều khi không săn vì cái gì mà săn vì cái cổ lọ đấy. Thì bác nào thích thì em cứ nói chú ý thế cho em, là cổ lọ hai lớp như thế này này. Đó, xong rồi mình bẻ xuống cho nên rất ấm, rất ấm. Kiểu cách thì trẻ dễ mặc. Cái này thì các chị to bụng to mấy thì chăng nữa cũng không ai phát hiện ra, bởi vì nó là cái kiểu dáng thụng. Bây giờ thì cũng toàn mặc như thế này thôi. Xem nào lấy thì comment cho em là len xanh em bán tặng mình 169k hết mùa rồi bán lỗ. Chị nào lấy nhanh tay nhá. Hết mùa thì chưa hết mùa. Mà bình thường là bọn em hay căn vào cái Tết ấy, chính vì cái Tết mà em lỗ đấy. Nhá, len xanh nhá. 169.000 này. Xin lấy cho cô cái len trắng màu cổ lọ đi. Có cổ lọ ấy. Len lâu nhá. Len lâu nữa nhá. Len lâu chắc chỉ còn 3 cái thôi. Tất cả đây. Len lâu có ba, còn 3 cái thôi. Len xanh còn chục cái, len lâu còn 3 cái thôi. Đó, vẫn thế thôi, chỉ khác cái màu nhá. Đó. Xem nào lấy thì comment cho em là len lâu. Mỗi một cái một lọ thôi. Có chị này bảo là làm dập ly dài hơn tí nữa đi. Dài nữa hả các chị? Em thấy dài ghê rồi đấy. Mà thấy là nếu dài. Nếu mà dài nữa thì phải dài xuống tận cổ quai. Dài nữa thì nó có đuối không? Thế để lần sau em làm chân dập ly dài hơn độ 3 phân nữa nhá. Thế chưa? Thì nhưng mà nếu mà lần sau thì cũng phải dài dài đấy. Chứ suốt ngày like chân dập ly đâu. Em lười lười lâu rồi em mới like một lần đấy. Rồi, màu nâu ạ. Ký hiệu em là nen nâu. Nen nâu, 169k. Xếp theo thứ tự lấy cho nó dễ. Nen trắng. Nen trắng. Cũng 169 luôn. Nen nâu, nen xanh, nen trắng 169 luôn, mỗi size còn mỗi màu còn có 7 cái. Quý hộ em. Không lại hết. Nen trắng, nen nâu, nen xanh. Thế thôi. Tất cả 169 hết. Nen trắng này thì có một cái cổ lọ nhá. Còn đâu thì là toàn cổ thấp thành cổ 3 phân như thế này thôi. Đấy.
các bạn trẻ thì hay mặc màu này, các bạn trẻ trẻ hay mặc màu này, hoặc ai fan của màu trắng củ đậu này này, ai fan của màu này thì chúng ta lấy màu này. Đấy, len trắng 169k, len nâu cũng thế, len xanh cũng vậy. Len trắng thì em đang còn đôi 4-5 con và một con củ lọ. Thế nhá, là hết len. Lâu cũng có mấy con xanh, có mấy con xinh xinh là hết hàng rồi. Nên là mấy đơn hôm Tết không đi được. Len cổ lọ màu trắng đây. Dáng nó ngắn hơn nên em đang mặc một chút xíu nhá. Chú ý hộ em cái nội dung đó. Còn cái len xanh với len nâu là cùng một kiểu. Nhưng len trắng đây em xỏ vào cho nhà mình. Len trắng cổ lọ dặn nhân viên nhà em đấy, cổ nào thì cổ vẫn bán cho chị là 169. Nhưng mà dặn nhân viên nhà em là lấy cổ lọ hay là lấy cổ thấp nhá. Màu trắng nhá, riêng màu trắng là dặn nhân viên nhà em thế. Còn có thấp rồi, có trắng, à có lọ có một trắng. Cổ lọ có một chiếc thôi. Mùa đông thì lúc nào nhà cũng thế này. Quần legging nốt lông, lúc nào cũng quần legging nốt lông. Đấy, cái cổ lọ này là cái kiểu dáng crop top trẻ trung nhá. Mình mặc quần bò là hợp hơn là quần legging nhá. Cái này mặc quần bò hợp hơn quần legging đấy. Chú ý của em cái này mặc cho các bạn trẻ nhiều. Rồi, xong món nem. Bây giờ là lên phao. Phao này, măng to của La em còn sót một con này. Chị nào lấy em bán tặng cho nhà mình. Đơn hôm mùng 10 nhà em chưa gọi hết các chị nhá. Mấy hôm nay nhân viên nghỉ nhiều quá. Măng tô này là của La nhá, không phải của HG đâu. Còn mà có hai con thôi. Thì không biết là đâu nữa. Nhòm cho cô xem nó đâu. Măng tô của La nhá. Đắt đấy. Đắt đấy, em nhập là đã em nhập đã 6 đã gần 60 rồi đấy. Không phải của HG đâu nhà mình ơi, của La đấy. Của HG thì rẻ hơn, chất vải nó khác. Còn có 2 con thôi. Bán lỗ cho nhà mình nhá, em bán lỗ, bán tặng ấy. Còn 2 con. Tính toán gì lãi lở ở đây. Tính toán gì. Bán lỗ, bán đưa tặng nhau. Măng tô ghi hộ em là măng tô hai mấy nhỉ? 25 là của La, đúng rồi, măng tô 25. Em bán ban đầu là em bán 579k. Bác nào mua bây giờ em bán tặng mình 500.000. 500.000 bán lỗ mấy chục đấy. Lỗ 579 là em có lãi. Lỗ 50.000. Bây giờ là còn bây giờ em bán cho các chị 500 là em lỗ 50. Thế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là MT25 S và M, một con S một con M là hết hàng. Bây giờ em lên phao cho nhà mình này. Phao đâu? À đây nên có một con này nữa. Phao này. Nên có một con nem khoác này này. Có một con mới bán tặng. Cái lơ này chúng ta có thể bỏ nhé. Bỏ lơ đi nhé. Nó là lơ cài thôi. Chúng ta có hoàn toàn có thể bỏ lơ. Con len khoác như thế này. Chị là lấy len khoác này. Ghi hộ em là len khoác. Ví dụ em là len khoác thì cái len khoác này em bán tặng với mình 120.000. Len khoác nhá, 120k. Rồi, bây giờ thì phao 18 và phao nam nữa. Con nam thì giống như áo của Trung nhà em đang mặc ấy, nhưng mà nó to, bây giờ hết size của Trung nhà em rồi. Còn toàn size to thôi. Thì bây giờ em bán tặng áo phao nam phao nữ như nhau. Con nam con nữ như nhau. Bác nào lấy được thì lấy nha. 189.000 một áo phao. Comment cho em là
Bao nữ thì comment cho em là P18. Em còn toàn size XL, không còn size gì. Có con nào là 2X không? Có 2X, có một con vàng, có con đỏ. Đỏ thì vàng thì có một con đấy 2X. Đỏ có 2X, còn đâu các loại, các màu em đều còn, như chỉ còn size XL, có con nào size L? Đỏ con L, XL, 2XL. Đấy, đỏ. Vàng thì còn XL và 2XL, nhưng mà chỉ còn có 2 con. Đấy, đang sọ XL đấy các sếp ơi. Các sếp hình dung là cái này thì mặc vừa và rất là đẹp, ở trong Tết em bán thua. Mặc vừa rất là đẹp. Ghi hiệu em P18 vàng, XL và 2XL chuẩn size. XL thì các chế khoảng cân là từ 56 cân. Ai thích mặc thoáng 56 cân cho đến 60 cân. 2XL thì 60 cho đến 65 cân, tùy thuộc vào chiều cao. Màu vàng này, màu đen này, màu xanh than này, màu xanh lam này, màu đỏ. Màu đỏ thì em có 1-2 con L nữa. Đỏ thì có 1-2 con L. Còn đâu thì là có XL và 2XL riêng màu đỏ là có thể size. Các màu khác là chỉ còn mỗi size XL, không còn size gì cả. Hết sạch các size rồi. Đó, P18 màu đen nhá, size XL nhá các sếp nhá. Size XL mặc vừa thì đẹp lắm, có điều là em hết size rồi, em đang xỏ XL cho nên là nhìn nó không được đẹp, nó vì thế. Chế nào lấy thì comment cho em là P18 hàng công ty, hàng xịn sò. Giá thì ngay không phải so với ai cả, ngay với nhà Thủy Tốc thôi, họ đã bán là 289k một áo. Còn em bán cho các chị là 239k một áo. Thế bây giờ thì em bán xả lỗ. Còn 189.000 nhá. 189.000 nhưng mà chỉ còn size X thôi. Màu đen này chỉ còn size XL thôi, không còn size gì đâu. Cho cái khoảng cân là từ 56 cho đến 60-61 cân mà chúng ta có thể mặc, tùy thuộc vào chiều cao của chúng ta nhé. Ai đấy thì comment cho em là P18 nữ đấy, đây là phao nữ đấy. P18 đen, lúc nãy là P18 vàng. Vàng thì có một con 2X nhé, nhà mình nhé. Đỏ đây, đỏ thì em có đủ size, không phải đủ mà nghĩa là còn size hơn. Nó có L, XL, 2XL, tuy nhiên thì bạn ấy cũng nồi cho em con XL xuống. Đây, L đây, L đây. Tự nhiên đau lưng quá. Q16 là không phải quần nón lông đâu, Q16 là quần công sở. Q16 mình chả quần nón lông. Q56 mình là quần công sở. Đấy, size L đây. Mũ tháo được nhá, các xem nhá, mũ tháo rồi được nhá. Áo siêu nhẹ, chất bao rất là tích. Các chế nhận được đơn gần đây của em rất là nhiều rồi, trong Tết em bán nhiều lắm. Chế nào đấy thì comment cho em là P18 đỏ thì đang còn LXL và 2XL. Nghĩa là duy nhất 2XL thì chỉ có một con màu vàng và mấy con size 2X ấy. Một con màu vàng và mấy con màu đỏ. Còn lại thì là các màu em đều còn, là còn mỗi size XL. Còn riêng màu đỏ này thì em có thêm được đôi 2 hay 3 con size L. Size L. Chế nào đấy thì comment cho em là P18 đỏ kèm size, kèm số điện thoại cho em. Đấy, đỏ này thì LXL, 2XL. Màu xanh than nữa này. Xanh than này, xanh lam này. Vàng em lên rồi, đen lên rồi, đỏ lên rồi. Xanh lam duy nhất có một đứa cũng size XL, cho nên tôi không bỏ ra nữa. Xanh than đây. Bán tặng nhau 189k. Không mua đâu ra cái giá này đâu. Không mua được đâu ra đâu. Áo len thế nào? Áo len 19k39. Xanh than này, xanh than còn XL. Xanh trắng một lô à? Có con nào L? Xanh than còn mỗi XL nhá, các xem nhá. 5 ghi điểm kia rồi. Đấy. P18 xanh than còn mỗi size XL. Xả tặng nhà mình 189.000. Áo nào cũng 189, áo nữ 189, nhà mình nhanh tay nhá. P18 xanh than mỗi size XL, nhận đơn cho khoảng từ 57 cân cho đến 61-62 cân, tùy thuộc vào chiều cao. Mỗi màu em chỉ còn khoảng độ răng 6 con thôi, cho nên mình phải nhanh, không là không còn đâu nhé. Chứ mùa đông của chúng ta còn kéo dài đấy, bởi vì hôm qua em đọc ấy,
nó dài cho đến tận giữa tháng 3 cơ. Nghĩa là hàng tháng nữa. Nó còn dài hàng tháng nữa cho cái đợt rét này, chứ chưa nói đến những cái đợt rét sau nó còn rét nữa em không biết. Nhưng mà cho cái đợt rét này nó còn kéo dài đến mùng 10 tháng 3. Qua em đọc thấy trên mạng trên đấy người ta nó nói thế, đợt lạnh này nó còn kéo dài đến lúc đấy. Nó vẫn về mà giá cũ là 175.000. Rồi đấy là em đang nói chuyện với diễn viên nhỉ. Cái này màu xanh la, xanh dương này thì chỉ còn đúng một chiếc ạ, cũng size XL. Em cũng bán tặng cho nhà mình là 189k. Là xong áo phao này. Áo phao áo parka thế nào nhỉ? Áo nam này chỉ còn cho, cũng còn toàn size to. Chỉ còn cho nhận đơn cho cái khoảng cân nặng là từ 68 cân cho đến 78 cân. Cho đến 80 cân. 67 cân cho đến 80 cân nhé. Nhận đơn trong túi 68 đi, không như hơi dài rộng đi thì lại đổ lỗi cho nhà em khổ lắm. Từ tầm 68kg cho đến 80kg là chúng ta nhận đơn được áo phao nam. Giống y như chung nhà em mặc, như chung nhà em là chỉ mặc size nhỏ hơn size này. Bây giờ thì có cần khoác vào không? Anh bỏ ra đi, khoác vào cho họ đi. Để em nhận đơn cho. Một cà phê này. Phao này ví dụ em là P nhé, P là viết tắt của phao, P62. Đấy. Có mũ nhé các chị ơi, mũ phao nhá. Này có mũ à. Mũ tháo được nhé các chị nhé. Nhà em mặc là hơi rộng. Em mặc là hơi rộng. Nhá các chị nha. Có khóa hai bên. Điều đặc biệt là cái phao này thì các chị, chắc là nhiều chị nhận được cái phao này nhà em rồi. Thì cho em xin cái phản hồi nhá. Còn không thì em giới thiệu qua cho các chị biết này. Một cái phao rất là đẹp luôn. Cái mặt của nó rất là mềm, đúng không ạ? Và nó căng như thế này thì mới là phao xịn nhé các chị nhé. Còn nếu mà phao mà nó nhăn nhúm mà cái chất vải của nó cứng ấy thì không phải là phao đẹp. Phao công ty thì chất của nó phải mềm đấy, và nó phải căng phao như thế này, đúng không ạ? Thì phao nó mới là phao công ty, phao đẹp các chị nhé. Đấy, có mấy màu. Còn gấu em, của em mặc là cà phê nhá các chị, là phao 62 P62 màu đấy là cà phê. Màu cà phê đấy. Màu này là màu gì? Rêu. Kéo dê này, kéo màu xuống màu rêu. Kéo nào nhỉ? Kéo xuống. Xuống. Thôi cứ để đấy nguyên đấy cho cả này. Màu rêu các chị nhá. Màu em mặc là màu cà phê. Màu này là màu rêu. Nào đưa màu đây để giới thiệu. Ở đây. Màu chì. Màu này là màu chì các chị nhá. Màu xanh tham. Các chị nhận được phao nhà em chắc chắn một điều là sẽ rất vui. Các anh nhận sẽ rất vui nhá. Vì nó là chất rất đẹp, hàng công ty chất rất đẹp. Em bán tặng thôi, nhà mình ơi. Giá thì lại là giá chỉ ngang với giá phao hàng chợ thôi. Nhưng mà hàng thì hàng xịn. Nhưng hàng là hàng xịn nhá. Màu này là màu em giới thiệu cho các chị hai màu rồi, cà phê này và rêu này. Bây giờ em mặc cho các chị là xanh than này, đúng không ạ? Xanh than nhá. Cởi cái khóa cái ra. Rồi. Đấy, xanh than, đúng không ạ? Đấy, đẹp không? Đúng không? Căng đẹp không? Đấy, áo phao xịn các bạn như thế. Em mặc vào. Các chị nhá. Xanh than này, size này nhỏ này. Cái này chung nhà em vừa rồi. Xanh than là size nhỏ hơn một xíu đây này. Đây em để đây thế. Nhìn một cái thế này. Dìm hẳn. Kéo khóa được nhá, nhà mình nhá. Kéo khóa nhá. Đây này. Cởi ý là thay mũ, bỏ mũ ra các được. Các chị thích bỏ để mũ đi để. Đấy. Nếu như mua về cho ông xã mà ông xã chê nhá. Em biếu không? À quên. Không lấy tiền. Thì ai chả chê. Chê để được biếu ai chả chê. Nha. Yeah. Không biếu mà không lấy tiền. À đại khái chê mà được biếu, chê luôn đúng không? Em chê. Chê về 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 phải 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 tìm được cái khuyết điểm của nó thì mới chê chứ. Chê đẹp này mà chê oánh nhỏ, đúng không? Chê phải tìm được cái khuyết điểm của nó.
thì mới được phép chê. Đấy. Đúng không? Cái này cũng nhỏ này. Thế là em thấy là màu xanh than này. Và này màu gì? Màu tàu chín than luôn, đã bảo bán tặng nhau rồi. Màu này là màu gì? Chì. Màu chì. Em vừa mặc là xanh than. Đây là chì, rêu, cà phê. Bốn màu đúng không? Cà phê còn có mấy con thôi. Đấy. Chủ yếu là... Thì em thấy xanh than này. Còn rêu mới xanh than nhiều chứ. Rêu mới xanh than, xanh than là còn thôi chứ còn... Ghi và xanh than là... Sai hơi nhỏ hơn một xíu là em mặc vừa. Thế thì đấy, không nhận rộng. Đơn cái này thì nhận đơn được màu xanh than màu chì này, nhận đơn được cho các chị cho các anh khoảng độ 67 ký đến 73 ký. Thế còn làm mặc đẹp. Màu cà phê này, và màu rêu thì phải từ 70 trở lên đến 80 cân. Anh mặc rêu đi xem nào. Anh chưa mặc rêu, anh ấy mặc xanh than thôi. Có bốn màu nhá các chị nhá, cà phê này, xanh than này, rêu này và ghi. Đấy, thì ghi và xanh than thì form nhỏ hơn một xíu. Đấy, còn hai màu kia thì là răng sói, hoặc nếu không size to hơn. Cái này cũng là răng sói này. Đây này, cái này là A88. Cái này cũng được. Cái kia là dạ kẻ. Đây người ta gọi là răng sói. Chứ cô có gọi là răng sói nhưng mà cái chất đây. Của nó là 88. Đây là màu. Sơ mi thì A88, của áo dạ thì là dạ kẻ. Đây là rêu. Đây là màu rêu nhá các chị nhá. Màu là cũng đẹp luôn. Đấy. Màu là cũng đẹp, màu là cũng xinh. À, hàng rất là xịn nhá các chị nhá. Không chê được. Hàng xịn luôn. Không chê được. Đấy các chị nhìn đây nhá. Chúng ta về đúng. Cái này thì hách tuổi là mua cho cả cho các con. Ai mặc cũng được. Cho đến cái ông già 70 80 mặc được hết. Cái này nó là dòng dòng mình chỉ tớ. Lựa cái màu thôi. Mình chỉ nhá. Lựa màu và lựa size cho phù hợp thôi, bởi vì em hết size. Trẻ hay là già thì mình lựa theo cái màu. Em cho mọi người thôi. Chứ còn thì phao này thì ai cũng mặc được. Trẻ con cũng mặc được. Nếu như mặc vừa. Đấy. Ông già mặc cũng được. Mà các chị mua áo phao này thì các chị biết rồi đúng không? Ấm cực kỳ luôn. Em nói thật, rét đến đâu rét. Trong này em chỉ mỗi cái áo giữ nhiệt. Mấy cái này em đi thoải mái luôn. Em kể cả Sapa tuyết em không sợ rét luôn. Đấy. Riêng áo này nó lại ấm siêu ấm. Đấy. Đúng không ạ? Không phải là phét đúng không? Các chị mua nhiều áo giữ nhiệt. Phụ nữ của các chị mặc rồi các chị biết rồi. Điều đặc biệt để em nói đến cái áo nam này là rẻ và đẹp. Đấy là hai cái quan trọng nhất. Đúng không? Thế thôi nhá. Chào các chị nhá. Để em chốt đơn cho các chị nhá. Người ta đang gọi kìa. Anh làm bảo là. Rồi, bây giờ là em lên cho các sếp không? Chị ơi, một lúc đây nữa rồi tắt like. Chị gọi lại giúp em máy này nhá. Hoặc không thì chị gọi số khác cho em. Số này em đang chốt đơn. Em lên Paka cho các sếp. Paka còn mấy con thôi. Còn có mấy con thôi. Đấy, size lớn tất cả đều có màu này. Đấy, mỗi size còn mấy con mà tặng nhá. XL màu đen. XL là có màu đen thôi, không có màu gì đâu. Có cả màu trắng mà. Hết rồi. Hết rồi. Có lông nhá. Có lông nhá, lông đẹp lắm. Lông đẹp lắm, lông tơ lắm. Đẹp. Tơ bông lên nhưng mà thôi em không em lười lắp ấy. Bây giờ chưa, nguyên si chưa in đâu. Paka hàng xịn nhá. Paka Quảng Châu xịn nhá, không phải là Paka Việt Nam đâu. Paka Việt Nam của mình rẻ hơn đấy. Hàng nó nhái mà hàng nó kém hơn, nó rẻ hơn đấy. Em sỏ là sỏ size L. Hết size nhỏ rồi. L em còn mấy con, XL thì hết rồi. Cái này chỉ có mỗi size L nhá, màu xanh này chỉ có mỗi size L thôi. Bác nào lấy thì ghi hộ em Paka, em bán tặng cho nhà mình à. Mà tặng đấy. 339.000. 339.000 Paka. Paka xanh nhá, chỉ còn L. Thôi. Đại khái nó như thế. Mặc vào em có vừa quái đâu, em ơi, rộng nhưng mà riêng Paka thì nó có cái dây rút này này. Chúng ta mặc đến đâu thì chúng ta rút đến đó, nên là rút ở trong nên là nhìn nó rất là tế nhị. Nó đẹp. Đó. Chẳng hạn như thế này đi. Kéo ra, kéo nó đều ra cho em. Em xong rồi mặc. Em thì em riêng dòng Paka chúng ta mặc hơi rộng cũng đẹp mà. Hơi rộng cũng đẹp mà. Dòng Paka là dòng mặc thụ mà. Chứ không phải đấy. Tô là có một chiếc thôi đúng
là len khoác này đúng không? Không, len khoác là một cái len khoác xong măng tô. Len khoác một cái là măng tô 25 MT 25 á. Măng tô đỏ đấy. Măng tô đỏ có một con F một con M. Đấy nhá, có cái lông mũ của nó rất là đẹp nhưng mà em lười chưa nắp đâu. Thì bây giờ chỉ còn mỗi size size L thôi. Màu xanh này có mỗi size L thôi. Đẹp lắm. Màu xanh còn mỗi size L thôi. Thì bán tặng cho nhà mình là tắc thật xanh L. Kèm số điện thoại cho em. Bán tặng 339.000. Lỗ ơi, lỗ nhiều. Đây ít để. Tóc da đen còn LXL, mỗi size còn mấy con? 339. Tóc da đen 189k đúng không? Tóc da đen còn L và XL, mỗi size còn khoảng độ 4 con, 5 con gì đó. Còn size L và size X, hết size nhỏ. Bán tặng 339k. Ôi dồi ôi, nói đùa chứ đáng lẽ chả cần phải mặc đâu nhưng mà còn đang muốn mặc vì đang rét. Đẹp lắm. Em rét. Áo dây này rét lắm. Đấy các mình ơi, dễ mặc lắm, trẻ trung. Đi đâu chơi cứ mặc như thế này cho em thôi. Trong một cái áo giữ nhiệt đi tuyết yêu thứ vô tư nhá. Đi chơi Sapa, đi ngắm tuyết yêu thứ là ok luôn. Chẳng lo gì cả, giờ mặc cái này. Nói chung là dòng phao thì không phải lo rồi. Em mặc mỗi cái áo giữ nhiệt, mấy cái áo phao cũ mọi năm của em. Bây giờ vẫn cứ có người hỏi thăm khổ. Phao bán cách đây mấy năm rồi vẫn cứ áo này nhàn bán không có không khổ. Bán mấy năm rồi vẫn có người hỏi có không bán, chị thích quá. Cũ rồi chị ơi. Rồi, parka đen nhé, còn L và XL, parka trắng. Trắng kem nhá, trắng kem cũng còn L và X nhưng mà tuy nhiên thì hình như là chỉ còn một con X thôi, mấy con size L, một con size X. Đây nhân viên nhà em vứt cho em mất con size XL. Parka trắng này. Và bây giờ thì em còn rất là nhiều thứ để muốn giới thiệu các chế nhưng mà em chắc em phải nghỉ. Em sẽ lên cho các chị nốt cái parka này và một cái mã V12 nữa nhé. Xong rồi chúng ta nghỉ nhé các bác ơi. Làm đơn cho nó ngót đơn đi đã, không nó cứ chồng chéo lên nhau. À áo nam đi, áo nam cho ấy. Hôm qua em lướt mạng em thấy có một chị nào đang chụp trộm được con trai ấy. Mặc áo phao nhà em. Đẹp thế đấy. Ôi em trộm hình nhưng mà em lấy hình. Đúng áo phao nhà em luôn. Em lấy hình nhưng mà em quên em chưa nói với bác em một câu này, cho em cái hình mẫu. Cậu con trai mặc. Chị comment là thế nào, mấy ngày Tết mới chụp trộm được cô cậu mấy kiểu ấy sao hay thế nào nhỉ, em không nhớ nữa. Nhưng mà đúng sao nhà em luôn. Cái đấy mặc mua cho các con mặc công nhận đẹp. Ôi chết rồi đấy, rộng lắm. Đây là size XL em có L và XL nhá, nhà mình nhá. Parka trắng nhá, trắng kem ấy, trắng hay là ừ đấy, trắng kem ấy. L và XL. Đẹp lắm, không phải lo gì nhá. Đấy, nó như thế đấy. Mũ thứ đều còn lông của nó xịn lắm. Lông xịn nhá, hàng Quảng Châu xịn nhá. Không phải là hàng nhái nhá. Quý của em của nó có bọn hàng nhái là hàng kém chất lượng hơn rất là nhiều ấy. Nếu mà mình có hai cái để mà mình so thì cái hàng nhái ấy, nó rẻ hơn cái này bằng nửa tiền. Mình cũng không muốn lấy hàng rẻ nửa tiền đấy đâu. Mà mình nếu mà hai cái để mà so ấy, một cái này gấp đôi, cái kia rẻ bằng nửa tiền, mình cũng không muốn lấy cái hàng rẻ nửa tiền đi đâu. Thề luôn, ai cũng vậy thôi. Đây V55 này em chả biết là còn hay hết đâu. Nhưng mà hôm trước em cũng giới thiệu rồi, nhân viên nhà em cũng chưa gọi. Em thì em kết mã này lắm. Thế nhưng mà bây giờ thì cũng hết hàng rồi đấy. Còn có tí tẹo à. Còn FM thôi. Thế nào đấy thì comment cho em là V55 sale từ 299 xuống còn 269 nhá. Còn 299 xuống còn 269 nhá. Chị nào lấy thì comment nhanh tay, không còn hàng nữa. Giảm nhiều tiền lên cũng không còn nữa, em không có nữa để bán nữa rồi. Không mua được vải và cũng không làm nữa rồi.
Cho nên là nhanh tay, nếu mà mình chưa sở hữu được nó thì cố gắng nhanh tay, không là không còn cơ hội. Không còn cơ hội đắt rẻ hay không, rẻ nữa hay là rẻ đắt nữa hay đắt gấp đôi cũng chẳng còn cơ hội nữa. Comment nhanh tay để lấy được của V55 nhà em. Em chỉ còn màu này. Đại khái là nó còn hai màu, nhưng mà hôm trước em like rồi nhân viên chưa chốt thì em nghĩ rằng nó có chăng thì nó còn SM, không thì là đã hết thế thôi nhá. V55 chỉ SM kèm số điện thoại, sale từ 299, giá em biết thì là 950. Nhà bà đã từng bán được các chế là 299, còn mấy con còn ít lại em treo các chế còn 269. Ví dụ em là V55 kèm 200, V55 kèm size, V55 chì kèm size kèm số điện thoại cho em chỉ còn SM thôi. Rồi cái này là V12 này. Nhìn cho cô cái này gã hồi xưa. Nó đống lúc kia kìa, đống kia kìa, nhìn cho cô xem nó còn size gì. Không, V12 ai lôi xuống. Không phải chỗ Vân đâu, bên kia kìa. 62 mà chị Phong Nam mà. Chị lấy cho người bao nhiêu cân ạ? Sáu bảy sáu tám cân nhé em, thì còn sai đấy thôi. Bỏ còn sai gì nào? Cân mà còn ai em cái đấy luôn. Đỏ còn không? Đỏ còn một S này. Em tìm còn con nào nhỏ nhất thì em. V12 có xem nha. Nhưng mà chị phải chờ em để em. 215k. Chị kia mình đi làm thì em sẽ chất cả kia lụa. Hàng xịn sò, may nét lắm, đẹp lắm. Có lắp túi. Rồi, cho em đọc, chị đọc lại cho em số điện thoại đi. 9, 8, V12 đỏ còn mỗi S, nhà đang sỏ S nhá. Nhà đang sỏ S này. V12 còn mỗi S thôi. V12 đỏ S kèm số điện thoại cho em, ai size S thì lấy. Ai size M như em nếu mà em thì em chỉ lấy con S mặc thôi, chứ em chẳng cần mặc M, bởi vì em xác định em mặc vest này em không đóng cúc. Và em muốn mặc nó dáng nó tương đối ôm cái bờ vai của mình lại, cho nên là nếu là nhà thì nhà sẽ mặc S. Chế nào lấy thì comment cho em là V12 S đỏ, nếu mà thích màu đỏ. Em bán tặng nhà trung nhàn, chất đẹp và chuẩn. Cảm ơn chị Lâm Thị Tình. Cảm ơn chị Lâm Thị Tình nhá. Rồi chế nào lấy màu đỏ của V12 thì nhanh tay, em sale còn 215k. V12 S đỏ kèm số điện thoại nhiều cho em. Chị nhận được rồi này, phản hồi rất là ưng này. Đâu ai nữa? Chị gì đấy, Huế Phạm này, em nhận được hai áo phao rồi, đẹp và ưng lắm. Cảm ơn Huế Phạm, cảm ơn em rất là nhiều. Đấy, màu nu còn size gì hả Sinh? Mà màu be. Màu be còn duy nhất một chiếc, cũng S luôn. Duy nhất một chiếc cũng size S luôn. Gì đây, vướng cái gì đây? Màu be còn duy nhất một chiếc nhá, cũng size S luôn nhá. V12 BS. Màu be thấy màu nu đâu? Không thấy màu nu ở đây này. Bỏ cho cô một cái nu ra đây. Size S ra đây. Màu trắng còn size gì? Trắng thì còn LXL. Quần em mặc gì đấy? Vậy quần bò. Quần nhàn rồi, đang hỏi quần em đang mặc rồi. Quần này em bán trong Tết rất nhiều. Em hết rồi. Đây nó thực sự là còn một sót một cái này trên móc, nhưng em cũng bỏ ra để em mặc nốt. Nó giống quần Q16 của em ấy, nhưng mà quần này nó co giãn hơn và em cảm thấy mặc nó dễ chịu hơn, cho nên là em để nốt em mặc. Em mặc cái mùa này, em mặc cái quần này nhiều lắm. Cho nên là đấy, cái này thì em còn L và XL nhá. V12 trắng thì em còn L và XL. Sale xếp là 215k. V12 trắng nhá, kèm size. Sai cái số điện thoại. Đang lại con trường học hay thế nào? Alo. Ừ. Ừ thì chị chạy xuống xem, chị vẫn đang ở nhà đây, chị chạy xuống xem có gì chị tí chị gọi lại cho em chỗ Zalo này được không? Ừ. Ừ rồi, cảm ơn. Anh xuống xem thế nào mà cậu không học à? Nó kêu đau đầu, toán VN. À, xin lỗi, còn một lít là
À một nu, một bé, em còn một con XL nhá. Nu cơ, nu cơ. Nu hay bé? Nu thì cô đã nay đâu. Màu trắng nhá, em còn L và XL nhá. Anh ơi, em cầm dùng đấy làm sao anh in được. Đây em nốt cái này em nghỉ thôi mà. Kéo xuống. Này, này. Đây chú đang in này đây, kéo xuống nhá. V12 trắng còn L và XL em xem cho nhà mình 215k này. Tiếp tục này. Vẫn V12 màu be em còn còn một con E, một con S và một con X nhá. Một con S và một con X nhá, chú ý hộ em nhá. Màu be này này, còn một con S và một con XL. Màu be. Và bây giờ này, màu nu này, nó hơi có sự khác biệt nhá. Nhưng mà em thấy màu nào cũng đẹp. Nu thì còn L, XL. Nu và trắng thì còn L, XL. Be nhà đang mặc thì còn một con S, một con X. Màu nu này thì còn một. Đấy, nu này. Nu đây. Còn L và XL. Còn L và XL. Chế nào lấy thì comment cho em V12 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Em nốt mã này em xin nghỉ ấy các chế. Có gì à đây em tặng nhá. Em tặng mấy thứ này ở đây. Bác nào có đơn thì đây nữa. Cái này nữa. Đấy, màu be này. À màu nu, màu nu. Đấy, sỏ size L đây. Em đang khoác size L. Nắp túi mình bỏ ra được nhá, mà mình cho vào trong cũng được. Đây, nhà mặc rộng đấy. Màu này các chế tầm hơn 60 cân, 63, 64 cân vẫn mặc được size X của mã này đấy. Rồi, chế nào đấy thì lên đơn cho em là V12 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Đỏ còn S, be còn S và X. Trắng còn L và XL. Nu còn L và XL. Nu đây. Trắng còn L, XL. Nu còn L, XL. Be còn S và XL. Đỏ còn S nhá. Em có cái phao này. Còn hai con cuối cùng. Bán tặng 99k. Phao hồng sen. Size M hay size L đây. Phao đỏ. À con này là con jean lê đỏ. Jean lê đỏ size 2XL. Phao hồng sen. Bán tặng 99k. 99k. Phao nam nữa. Đây con em luôn nốt cho các chị được phao mã phao 20. Cái này size L. Chị ơi, size L. Phao hồng sen L nhá, 99.000. Phao hồng sen L nhá, 99k. Con di lê đỏ hàng Quảng Châu, 99k. Cái phao 20 các chị mua cho các con đi. Các con đi học mặc đẹp lắm không ạ? Em nhìn thấy bác nào bác ấy chụp trộm con nhà bác ấy mặc đẹp lắm. Phao 20 nhưng mà cái này em chỉ còn mỗi cái này là di lê nhá. Ai lấy di lê thì trên 60 cân thì mình lấy nhá. Đấy, di lê nhá, di lê Quảng Châu đấy, hàng đẹp lắm. Em còn sót đúng một đứa thôi nhưng mà trên 60 cân thì mình lấy nhá. Chị nào lấy thì ghi hộ em di lê đỏ nhá, 99k. Phao 20 này. Phao 20 này em còn mỗi size M thôi. Cái này các con cấp 2, cấp 3 người ta mặc đẹp này, trẻ này, nhìn như trai Hàn Quốc. Thật luôn ấy. Nhảy nhà chụp đấy mặc đẹp lắm. Đây thanh niên nhá, áo lam nhá. Áo lam nhưng mà các bạn trẻ nhá, nhìn nó sang. Phao 8, xin lỗi phao 8. Phao 8 ạ. À. Mã phao 8 nhá. Phao 5 đấy ạ. Mình mua cho các con tầm cấp 2, cấp 3 ấy. Hay là các anh xã nhưng mà nhỏ nhỏ người bởi vì em hết size rồi.
các anh xã mà vẫn còn trẻ, hai mấy tuổi ấy, hai mấy ba mấy tuổi trở lại nhá, còn trên tầm 40 trở lên thì mặc con này nó không được hợp nữa, bởi vì cái này nó rất trẻ đó. Túi tắm như thứ kiểu cách như này này, phao rất xịn, nghĩa là nhìn nó đẳng cấp chứ không phải là nhìn nó như bình thường chúng ta đi mua hàng chợ cho các con. Đây là phao Quảng Châu. Cái này là mã của phao này là phao 08 nhá, P8 ạ. Em trả cho nhà mình con này là 265.000. Thôi còn mấy con thì bán lốt 250. Nỗ chỏng vó. Đấy, chế nào đấy thì lên đơn cho em. Em còn mỗi xem mờ thôi, nhận đơn cho các bé còn các con khoảng hay là kể cả là các anh chồng nhưng mà rơi vào khoảng cân nặng là từ 46 kg cho đến 54 kg là an toàn nhất, 46 đến 54 kg là an toàn nhất. Nhà mình nhá. Ghi hộ em là P8 á, hoặc là phao 08 cũng được. Đấy, bán tặng nhau. Phao này là phao bình thường chúng ta mua ấy, là phải mua tiền triệu luôn ấy, mới ấy, là phải mua tiền triệu luôn ấy. Giá sale lấy sale để rồi, con bé đã mua được sale rồi, bây giờ lại tự bán sale lỗ của mình đi nữa thì rất rẻ, chỉ còn có 250. Nó đẳng cấp lắm. Đây này, một con size M màu cà phê, vẫn là phao mã phao 08 nhé. Một con xanh mờ màu rất là khó tả, dạng màu cà phê. Chị nào lấy thì báo em, cũng là xanh mờ này. Em hết rồi. Đây còn phao 20. Đây cơ. Phao 20 thì còn mấy con 2X, còn mấy con mờ là cũng hết. Cái này bán sở tặng cho các chế là bán sở tặng cho các chế luôn. Trước này em bán 329 à. Xong thì em sale còn 299 này, bây giờ còn vài con nữa bán tặng lốt nhá. 265 nhá. Rẻ vô cùng rẻ. Hàng thì xịn sò. Bán chuyện bảo vừa bán vừa tặng đó. Sao nó thế nào? Cứ để đầu nhưng mà tí bảo mua có thể ra. Con Nam cứ xem nhá. Con Nam mà đây là mã phao 20. Em còn size M và size 2X. Size M và size 2X. 2X thì vẫn chuẩn, cái này hàng vẫn chuẩn size. 2X là rơi vào khoảng bao nhiêu nhỉ? 70 cân đến 67 cân đến 77-78 cân, 67 đến 78 cân. 67 đến 78 cân. Còn M, đây là còn size M thì nhận đơn khoảng 46 cân đến 55 cân. Size M 46 đến 55 cân. Size 2X là từ 67 cân đến 80 cân. 67 cân đến 80 cân. Size 2X nhá. 67 đến 80 cân. Size M là 45 đến 55 cân. 46 đến 55 cân. Em xả cho nhà mình 265.000 một cái áo này. Còn trắng là với cả xanh là đúng không? Trắng là xanh là trắng. Trắng có cả X mà. Hết rồi chứ. Rồi, bạn đi. Nha. Người ta gọi áo khoai sao cứu hỏa. Áo nào phục cứu hỏa? Đâu mà. Hôm không biết là cái gì đi tìm mới sáng. Có tỉnh phao à, xịn như thế này mà phao cứu hỏa. Xịn lắm. Rồi, em cảm ơn các chế. Em xin nghỉ nhá. À đấy, bảo tặng đây này. Bác nào dáng người gọn gàng, nhẹ nhàng, xinh xinh. Em tặng cái này. Cái này thề với cả nhà là em mua để em mặc. Nhưng mà em thấy không tự tin. Không tự tin vì bình thường em mặc váy công sở, váy nọ váy kia, các chị không nhìn thấy em có cái khúc mỡ ở đây đâu.
Nhưng mà mặc body ấy, là em bị mỡ ở đây này, tại vì cái quần quần chip của mình ấy, thì mình mặc quần hàng ngày ấy, nó thành cái khúc mỡ ở đây này, nên là em không tự tin nữa mà em bỏ ra, em tặng, em chưa mặc một lần nào đâu, em tặng các chị thôi chứ chưa mặc một lần nào đâu. Em với Nguyệt mỗi đứa ở cái thì cái Nguyệt nó vẫn mặc, nhưng mà em thì em chưa mặc một lần là em tặng luôn. Bác nào lấy em tặng luôn. Anh chia sẻ livestream cho em nhé. Khách vip vip với nhân viên nhà em nó tặng ai thì tặng. Váy đó. Váy nên đó. Đấy, cho nhân viên nhà em nó bác nào xịn sò khách vip, chúng nó tiếp xúc với các chị nhiều ấy, chúng nó biết. Nó sẽ tặng các chị. Rồi tiếp theo này. Ai có đơn của mà thôi tặng giờ nó đau hết cả đầu luôn. Rồi thì. Về 55 ml rồi. Cả một cái túi đồ tặng bỏ ra đây nó hết rồi, trắng. Thôi để lúc khác đi. À, một túi đồ tặng nhân viên nhà em hôm Tết rồi dọn đi đâu hết rồi. Em bảo để ra đây để em tặng khách mà. Dọn đi đâu hết rồi ấy. Cái gì lê đỏ có một cái đấy thôi. Phao gì? Phao gì? Phao 18 có like. Hỏi xin. Kia đống phao 18 đằng sau kìa. Cái phao cô mặc đã có món XL. 2XL và 2XL. À phao em đang mặc là phao 20 nhá. Phao 20 này Trinh nó bảo có một con XL đấy. Phao nam đấy ạ. Phao 20 là phao nam nhá. Phao nữ đâu. Phao nam đấy ạ. Màu này gọi là màu cà phê. Rêu. À, cái màu cà phê là đây. Đây. Phao này là phao 20 của nam. Em nhận đơn trong khoảng size M là nhận đơn 46kg đến 55kg. Tùy thuộc vào chiều cao. Phao nam ấy, mình cái này là dáng trẻ nhá, dáng trẻ nhá. Cái lúc nãy phao 08 cũng là dáng trẻ, cũng là phao nam. Thì có một con X, con X thì em nhận đơn. Có một con size X, con X thì em nhận đơn cho chị mua cho anh xã trong cái khoảng cân là 65 cân cho đến 72 cân, 65 đến 72 cân là size XL. Còn cái size 2X thì em nhận đơn là 68 cho đến 80 cân. 68 đến 80 cân. Còn size M thì em nhận đơn là 46 kg cho đến 54 kg. Em xả cái này đấy, phao rất là xịn. Nghĩa là bình thường chúng ta đi mua phao ở chợ ấy, nó đắt lắm mà nó không được đẹp như thế này đâu. Cái này phao xịn sò lắm, xò tiền triệu của họ đấy. Bây giờ xả rẻ thì cho nó gọn chỗ thôi. Nó còn ít mà, hết size rồi gọn chỗ thôi. Chị nào lấy thì comment cho em là P20 nhá. M, XL, 2XL. Em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em nhá. Định đi tìm đồ để tặng các chị đấy, nhưng mà thôi để bữa khác. Bởi vì nhân viên nhà em đem đi cất đi hết rồi. Tết đến nó dọn nhà nó cất đi hết, nó không để đây nữa, giờ chả biết đâu mới đâu một lần. Bye bye cả nhà, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em. Em phải nghỉ sớm để cho nhân viên nhà em nó còn giải quyết đơn, không phải đơn hôm mùng 10 vẫn chưa chốt xong. Và cảm ơn các chế nhé. Cảm ơn cả nhà nhé, cảm ơn cả nhà. Hôm nay em thấy các chế tặng em được 950 sao này. Đối với em ấy thì cái chỗ sao này ấy là nói lên cái thương hiệu, cái uy tín của shop Nhàn Trần. Cho nên là các chế cho em là sao như thế là em mừng lắm, em cảm ơn các chế nhiều lắm. Đấy, được tận 950 sao đây này. Úi, hôm nay bên Trung Nhàn Nhàn Trần 2 cũng được 50 sao này. Nhàn Trần 2 cũng được 50 sao này. Bên Nhàn Trần 1 thì được gần 1.000 sao này. Cảm ơn các chế nhiều lắm nha. Cảm ơn cả nhà. Em cảm ơn các chế rất nhiều. Bye bye cả nhà.